Triệu hồi cùng triều ở mặt thế chương 2376, ngạc nhiên không? Ngoài ý muốn không? Nói cách khác, hắn ta bị kẻ mạnh giết chết. Nhìn xem. Tay chống quyền trượng, cho dù chết cũng đứng không ngã. Đây chính là một chiến sĩ, hắn ta chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng càng khủng bố hơn ở chỗ, cho dù ma chủ đã chiến đấu đến khắc cuối cùng, nhưng hắn ta vẫn không thoát khỏi vận rủi của cái chết. Còn không phải là dũng mãnh chiến đến chết mà là bị miễu sát, còn không phải là chết do tập kích, mà là sau khi đã chuẩn bị chiến đấu bị người ta dùng một chiêu giết chết ngay trong một giây. Ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng không xảy ra bất cứ thay đổi gì. Mọi thứ được tiết lộ trong đó khiến Văn Vũ phải rùng mình. Vì vậy, Văn Vũ lại nghĩ đến vấn đề thứ hai. Là ai, là ai lôi mình đến đây? Không sai, ma chủ đã chết, vậy đã chứng minh, sợi dây dài mang cậu đến đây có lẽ không phải là bút tích của ma chủ. Vậy sẽ là ai? Nghĩ nửa ngày, Văn Vũ cũng chỉ có một đáp án, là tên hung thủ đó. Không phải Ma Linh, cũng không phải chủ nhân. Ma Linh đang ở hồ căn nguyên, cộng thêm tầng 999 và 998 ma điện đều có phong ấn do chủ nhân bố trí, Ma Linh không thể phá vỡ phong ấn để đến đây, mà chủ nhân. Đùa gì vậy, Văn Vũ cũng hiểu đạo lý vương không gặp vương. Vậy thì sẽ là ai? Lúc này, suy nghĩ trong đầu Văn Vũ rối tung cả lên, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ đều bao trùm lên người mình, giống như một đám mây khổng lồ, khiến bản thân không thể nhìn ra chân tướng sự việc. Cho đến khi Văn Vũ nhẹ thở ra một hơi, ném những suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu. Cậu tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh ma chủ. Viên đá trời ban. Nghĩ đến đây, Văn Vũ vươn tay ra, sờ vào ma chủ. Sau đó, ầm một tiếng Ma chủ bao gồm cả quyền trượng trong tay, tất cả đều biến thành tro bay và biến mất hoàn toàn. Văn Vũ đột nhiên sững sờ tại chỗ. Chủ nhân luôn muốn thứ này. Vật chí bảo đó tên là viên đá trời ban. Biến mất rồi. Phịch. Văn Vũ đặt mông ngồi tại chỗ, cậu nhìn cho bụi của ma chủ bay, tiêu tán trong không trung, trên mặt cậu lộ ra sự bàng hoàng. Trong tích tắc, mọi thứ quay ngoắt 180 độ là kẻ thù chung của chủ nhân của Ma Linh, cường giả trí tôn cấp 12 là ma chủ, chết rồi. Mà lúc này, theo lý thuyết, Văn Vũ chắc là người thứ hai có được tin tức này. Không sai, trừ tên hung thủ đó, Văn Vũ nhất định là người thứ hai biết tin tức này. Cậu dùng sức hít hít mũi, chậm rãi nhắm hai mắt, nhưng Văn Vũ nhanh chóng mở mắt ra, lại đứng lên. Văn Vũ và ma chủ là người lạ, mặc dù hai người có nhiều dây dưa với nhau, nhưng thái độ lúc này của văn vũ lại không có đau thương gì đó chỉ là phản ứng bản năng khi đối diện với cục diện thay đổi mà văn vũ trưởng thành đến hiện tại đã học được cách đối diện với cục diện thay đổi đầu tiên phải bình tĩnh rồi tìm đến chuyện mình nên làm nhất và cần làm nhất từ đây trốn ra đây nhất định là mục tiêu đầu tiên của văn vũ nghĩ như vậy văn vũ lập tức hành động cậu bay nhanh đến chỗ ma chủ biến mất sau đó quan sát bốn phía sau đó cậu mở to mắt trong giây tiếp theo trên đỉnh đầu của cậu lúc này một hàng ký tự lớn toát ra tia sáng rõ ràng nên đón ánh mắt của văn vũ ngạc nhiên không ngoài ý muốn không với lại đoán xem ta là ai mẹ nó văn vũ tức giận mắng một tiếng tên này dường như có chút hứng thú ác ý nghĩ đến đây văn vũ lại suy nghĩ sâu xa cho đến khi các ký tự trên đầu dần dần vặn vẹo rồi từ từ thay đổi ta nghĩ ngươi không muốn hiểu nguyên nhân kết quả của sự việc xét cho cùng nó không liên quan gì đến ngươi trọng điểm là nói về việc giam cầm người ở đây vậy là như thế này hai chúng ta không ân không oán nguyên nhân giam ngươi ở đây chủ yếu là vì ta đã phát hiện ra tọa độ linh hồn của ngươi trong đầu của ông già ma chủ đó từng về thứ gọi là tọa độ linh hồn này chắc ngươi không hiểu lắm ta giải thích đơn giản đây là thứ có thể khống chế sinh tử của ngươi. Sức, lời này. Giờ phút này, Văn Vũ cảm nhận sâu sắc ý vị ác ý từ tên hung thủ vô danh này. Ta biết ngươi không muốn tin, có điều tin hay không tùy ngươi, ta đã giúp ngươi giải quyết ma chủ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ừm, sự thật ngươi đã báo đáp ân tình của ta rồi. Chính là chuyện bị giam ở nơi này. Dựa vào tọa độ linh hồn trong đầu ma chủ, ta mới có thể dùng uy lực của cổ máy giết người ma điện này, trực tiếp cuốn ngươi vào tầng 999 của ma điện. Cũng chính là nói, ngươi bị giam ở đây không thể trách ta, ngươi nên trách ma chủ. Có điều chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là ý nghĩa của việc ngươi bị giam ở đây. Chủ nhân ra tay, đã phong ấn tầng 998 và 999 của ma điện, ngươi cho rằng chủ nhân không làm ra thủ đoạn gì sao? Không thể, lão già đó làm sao lại không thể làm ra thủ đoạn gì được chứ? Thực ra kết giới phòng thủ này có 3 công dụng. Thứ nhất, phong ấn hai tầng, phòng bị ma linh trực tiếp xử lý ma chủ. Thứ hai, phong ấn bên trong để đề phòng ma chủ nhảy ra ngoài, chơi trò cùng hủy diệt với chủ nhân. Thứ ba, thăm dò phản ứng sinh mệnh của tầng 999. Từng, ta nói như vậy chắc ngươi cũng đoán được rồi, đúng chứ? Chủ nhân muốn đợi ma chủ tự nhiên chết đi, sau đó thuận lý thành chương lấy đi một nửa viên đá trời ban, cũng chính là nói một khi tầng 999 của ma điện mất đi phản ứng sinh mệnh, chủ nhân sẽ tự tới đây. Nơi này từng có ma chủ, hai năm trước, ta đã xử lý ma chủ, nơi này có ta. Hiện tại, ngươi bị ta kéo vào đây rồi, ngay lúc ngươi vào đây thì ta đã chạy ra ngoài, ừm, hiện tại nơi này vẫn có phản ứng sinh mệnh rồi. Đó chính là ngươi. Vì vậy, người anh em, người thật sự xui xẻo. Đương nhiên, đây không phải trêu đùa, ta chỉ là đang nói rõ với ngươi sự thật thôi. Sự thật chính là vì giấu được chủ nhân, ngươi nhất định phải bị nhốt ở đây. Vì vậy, trước khi ta rời đi đã củng cố thêm kết giới phong ấn ở đây rồi. Đừng nghĩ trốn, đừng nghĩ chạy, bởi vì ngươi đã bị định sẵn là không thể chạy ra khỏi đây rồi. Từng, đương nhiên, không tin thì ngươi có thể đi thử xem. Vì bảo đảm nhân sinh của ngươi sẽ không cô tịch, ta không động vào phòng thí nghiệm của ma chủ ngươi có thể ở đó làm những thí nghiệm nhỏ ngươi từng thích đúng rồi ta lấy viên đá trời ban đi rồi không cần tìm tạm biệt kết thúc bằng hai chữ tạm biệt chữ trên đỉnh đầu văn vũ lập tức hóa thành ánh sáng rồi biến mất chỉ còn lại văn vũ với sắc mặt bất kham nhìn chằm chằm đỉnh đầu trên đỉnh đầu một mảnh đen nhánh rực rỡ lung linh màu sắc sặc sỡ vô số năng lực căn nguyên phiêu lãng xung quanh không gian hóa thành những án cầu vồng xuất hiện rồi lại biến mất phản chiếu mọi thứ xung quanh như chốn bồng lai tiên cảnh. Dùng tất cả những từ ngữ hoa mỹ và trao chuốt cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp của Hồ Căn Nguyên. Mà bây giờ, kho báu thế gian, kỳ tích vạn giới, chỉ thuộc về một mình ông ta. Ma Linh đắm chìm trong năng lực căn nguyên, hô hấp tràn đầy năng lực căn nguyên, tất cả mọi thứ khiến ông ta say mê. Đây là giang sơn mà ông ta đã giành được. Cũng không trách Ma Linh thất thố như thế, bởi vì thực sự ông ta đáng được khen ngợi, mạnh mẽ xâm chiếm 1996 tầng ma điện, đánh cho đám thuộc hạ của ma chủ chạy tan tác không biết trời Nam đất Bắc. Nếu như chủ nhân không ra tay thì chỉ sợ ma chủ cũng khó mà thoát chết. Đẩy một cường giả cấp 12 vào tình cảnh tuyệt vọng, việc làm này của ma linh thực sự là một bước đột phá từ trước đến nay. Tuy nhiên, say mê thì say mê, ma linh vẫn không quên mục đích chính của mình khi tiến vào hồ căn nguyên sau khi thưởng thức một chút thành quả đấu tranh của mình gương mặt tuấn tú của ma linh lộ ra ý cười ông ta quay đầu lại tầm mắt khóa chặt ở đáy hồ căn nguyên sau đó nhanh chóng lặn xuống dưới đối với ma giới ma điện chính là một trái tim thế giới thu nhỏ nhưng có một chuyện không thể không nhắc đến đó là bản thân ma điện không phải trái tim thế giới trời sinh mà là tạo vật do ma chủ sáng tạo ra ở thời kỳ đỉnh cao người đời chỉ nhìn thấy tác dụng của ma điện đối với ma giới chứ chưa từng nghĩ đến ý nghĩa tồn tại của bản thân ma điện nó khác với trái tim thế giới trời sinh sự khác biệt này có tốt có xấu xấu chính là công năng của ma điện không được toàn diện như trái tim thế giới chân chính Ma điện trấn áp ma giới sắp sụp đổ không chỉ đơn giản dựa vào ma điện mà còn dựa vào cường giả cấp 12 là ma chủ tọa trấn tầng 999 ma điện, không ngừng khiến cho năng lực căn nguyên được lưu động. Đúng vậy, điểm khác biệt giữa ma điện và trái tim thế giới chân chính chính là ma điện bị thiếu công năng này. Sự sụp đổ của ma giới dường như cũng xác minh được tác dụng của ma điện không được mạnh mẽ bằng trái tim thế giới chân chính. Còn tốt chính là những công năng khác của ma điện có lẽ cũng chỉ có mấy người ma chủ, mà Linh biết mục đích thứ hai khi ma chủ tạo ra ma điện. Đúng là ma điện xây dựng để trở thành phiên bản đơn giản của trái tim thế giới. Nhưng nó không chỉ đơn giản là một trái tim thế giới. Mục đích thực sự là chế tạo một tập thể thế giới. Mỗi tầng là một thế giới nhỏ, cả trên cả dưới tổng cộng 1998 tầng, điều này ai cũng biết. Nhưng không ai biết tại sao ma chủ lại thiết kế bố cục của ma điện như vậy. Ma Linh biết vào thời điểm đó ma giới sụp đổ ma chủ khởi động kế hoạch thay đổi trái tim thế giới mục đích ban đầu của kế hoạch này là kéo dài mạng sống cho ma giới nhưng người làm đại sự thì tư duy tất nhiên cũng vô cùng toàn diện đây là một loại phẩm chất ma điện thay thế vị trí của trái tim thế giới con đường này rất khả thi tuy nhiên cái gọi là kéo dài mạng sống cũng không phải kéo dài hoàn toàn nói cách khác ma chủ chỉ có thể trì hoãn sự sụp đổ của ma giới chứ không thể nào thay đổi được sự thật ma giới sẽ sụp đổ một ngày nào đó ma giới sẽ nổ tan xác chỉ là sớm hay muộn mà thôi và đến khi nào ma giới nổ thì lúc đó mục đích thứ hai của ma điện sẽ có hiệu lực sự ràng buộc giữa ma tộc và ma giới đã bị phá giống như những gì ma linh đã làm đúng vậy ma linh có thể làm chuyện này đây không phải vì bản thân ma linh lợi hại thế nào mà là vì ông ta sử dụng sức mạnh của ma điện. Hoặc có thể nói là, chuyện ma linh có thể làm được thì làm gì có chuyện ma chủ không làm được. Sau đó, 1998 thế giới nhỏ ở ma điện sẽ trở thành nơi ở mới của ma tộc. Ma tộc sẽ sinh sống ở đây, ma tộc sẽ tiếp tục tồn tại. Thực ra, ma chủ làm tất cả những chuyện này cũng là để tiếp tục duy trì thế giới mà thôi. Nhưng đáng tiếc ma chủ đã mất chỗ đứng rồi ma linh không biết chuyện ma chủ đã chết nhưng điều này cũng không ngăn cản chuyện ông ta biết một sự thật là ma chủ đã mất quyền khống chế ma điện đúng vậy chủ nhân cung cấp cho ma chủ một lá chắn phòng ngự thứ này có thể ngăn chặn sự tấn công của ma linh với ma chủ nhưng đồng thời cũng là một loại phong ấn việc này chủ nhân hiểu ma chủ hiểu ma linh cũng hiểu kẻ sát thủ vô danh kia cũng hiểu dưới ảnh hưởng của loại phong ấn này nói một cách nghiêm túc thì ma chủ đã không có bất cứ ảnh hưởng gì đến ma điện nữa rồi ma điện lúc này giống như một bão bối rơi trên mặt đất không có chủ ai có năng lực là có thể nhặt được mà bây giờ người có năng lực nhất ở ma điện tất nhiên là ma linh ông ta đã để mắt đến ma điện từ lâu bây giờ chính là thời điểm thu hoạch nếu so sánh ma điện như một chiếc ô tô vậy thì năng lực căn nguyên chính là động cơ của chiếc ô tô này Hồ Căng Nguyên cung cấp năng lượng cho Ma Điện, nói nó là trái tim của Ma Điện cũng không quá. Đây cũng là lý do tại sao từ khi tiến vào Ma Điện, Ma Linh luôn ở Hồ Căng Nguyên. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế được Ma Điện thì còn cần phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, không có đối thủ cạnh tranh, sau khi Ma chủ bị phong ấn thì Ma Linh cũng không sợ sẽ có người cạnh tranh. Ông ta ở Hồ Căng Nguyên lâu như vậy cũng không phải chỉ chơi. Thứ hai, Ma giới sụp đổ. Trước khi ma giới sụp đổ thì ma điện vẫn luôn bị trói buộc với ma giới, không thể di chuyển chút nào. Nhưng chuyện này không có nghĩa là ma linh phải chờ đến khi nào ma giới sụp đổ mới có thể hoàn toàn khống chế ma điện. Chẳng qua chỉ là ông ta cần nguồn năng lực căn nguyên khi ma giới sụp đổ để quét sạch ấn ký linh hồn của hồ căn nguyên. Theo thời gian dài nghiên cứu và cân nhắc, Ma Linh đã xác định được cướp lấy ma điện khi ma giới sụp đổ là thời cơ tốt nhất. Đây là một công việc có thể hoàn thành trong nháy mắt nếu không có cơ hội này thì có lẽ Ma Linh phải sống ở hồ căn nguyên 80-100 năm. Thế nên ông ta không thể buông tha cơ hội này. Lang thang trong hồ căn nguyên, Ma Linh nhanh chóng tìm được trung tâm của hồ căn nguyên, trái tim của trái tim Ma Điện. Đó là một đại trận phức tạp trường ra, xung quanh đại trận là những phù văn lập lòe. Mỗi một ánh sáng của phù văn tỏa ra là Ma Linh có thể cảm nhận được một cảm giác nguy cơ không hề nhẹ. Ông ta chậm rãi lùi ra đằng sau hai bước nheo mắt nhìn trận pháp trước mặt. Giờ phút này, trong đầu Ma Linh dân trào bao suy nghĩ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ông ta phải nghĩ được xem tiếp theo nên làm gì, phải đảm bảo không có sai sót. Lát sau, Ma Linh ngồi bên cạnh đại trận. Việc còn lại của ông ta chỉ là chờ đợi, chờ đợi ngày ma giới bị hủy diệt. Ma Linh cũng không phải chờ lâu. Nói cách khác, Ma Linh ở trong hồ căn nguyên, thế nên ông ta có khả năng nắm bắt thời điểm ma giới sụp đổ chính xác hơn những người khác thậm chí có thể chính xác đến từng giây thời gian cứ thế trôi đi ở thế giới bên ngoài khi văn vũ và đường hạo phi gặp nhau thì ma linh cũng đứng dậy đi tới bên cạnh đại trận ánh sáng tỏa ra từ tay ma linh ông ta lẩm bẩm đọc những câu pháp chú sau đó những phù văn bên ngoài hồ căn nguyên lập lòe liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn ngủi những phù văn này đã liên hệ chặt chẽ với nhau ma linh lấy một phù văn làm tiêu điểm nhanh chóng bệnh chúng lại thành một chiếc lưới hoàng mỹ bao trùm lên hồ căn nguyên trong nháy mắt, hồ căng nguyên giống như một chiếc lồng trắng tinh. Đây là chuẩn bị của Ma Linh. Trong 10 năm, Ma Linh đã hoàn toàn cải tạo hồ căng nguyên thành sân nhà của mình. Đây cũng là lý do Ma Linh có gan đi cướp đoạt ma điện. Bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, ma giới cũng bắt đầu rung rẩy. Một lát sau, mặt đất nứt toát ra. Từ góc độ quan sát của nhóm người văn vũ bên ngoài thì ma giới giống như một quả bom bắt đầu phát nổ. Ma Linh ở trong ma điện, Tất nhiên càng cảm nhận rõ hơn sự sụp đổ của ma giới. Khi ma giới sụp đổ, Ma Linh cảm nhận được một lực lượng khổng lồ đang bốc lên từ lòng bàn chân, đó là cảm giác ma điện mạnh mẽ thoát ly khỏi sự ràng buộc của ma giới. Ma điện là một bản vật tối cao, cho dù không có những thứ được gọi là linh khí, nhưng những việc đơn giản như tránh hại tìm lợi thì vẫn có thể làm được. Vào thời điểm ma giới sắp chết, Ma Điện quyết đoán vứt bỏ ma giới. Mối liên hệ giữa hai bên bị chặt đứt cổ lực lượng đó càng lúc càng mạnh. Nó không những đẩy nhanh quá trình tan rã của ma giới mà còn khiến ma điện chịu những tổn thương rất lớn. Phản lực mạnh mẽ dội ngược trở lại bên trong ma điện. Trong lúc nhất thời, 1998 thế giới nhỏ bên trong ma điện điên cùng rung rẩy, giống như trời sắp giáng thiên kiếp. Tuy nhiên, có lớp lưới màu trắng bảo hộ bên ngoài ma điện, phản lực này không ảnh hưởng nhiều đến những thế giới nhỏ bên trong. Cũng như Hồ Căng Nguyên lực lượng mạnh mẽ tràn vào trong hồ căn nguyên lập tức khiến mặt hồ dậy sóng. Giờ phút này, năng lực căn nguyên bên trong hồ căn nguyên điên cuồng tẩu thoát, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Ma Linh đang ở trong trung tâm hồ căn nguyên, khi nhìn thấy tình cảnh này thì ánh mắt lóe sáng. Đây chính là giờ phút ông ta chờ đợi. Năng lượng căn nguyên chất lượng cao trào ra từ trong cơ thể Ma Linh, ngay lập tức khống chế trung tâm hồ căn nguyên. Năng lực căn nguyên của Ma Linh đang xen với ấn ký linh hồn của ma chủ, nhanh chóng tranh đấu kịch liệt. Đánh giá tình hình. Ma Linh hơi kém hơn một chút. Ma Linh cũng đã đoán trước điều này, dù sao thì thực lực của ông ta vẫn luôn thua kém ma chủ. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì nếu xảy ra tranh đấu kiểu này thì Ma Linh chắc chắn sẽ nhanh chóng sức cùng lực kiệt và bị đánh bại. Ấn ký linh hồn của ma chủ sẽ tiếp tục khống chế trung tâm hồ căn nguyên và khôi phục mọi thứ lại trạng thái ban đầu. Đây cũng là lý do trước nay Ma Linh đều bó tay với nơi này nhưng bây giờ ma giới đã sụp đổ rồi năng lượng trong hồ căn nguyên tỏa ra khắp nơi ma linh đã tìm được một cơ hội chiến thắng dưới trận pháp mà ma linh đã bố trí phần lớn năng lực căn nguyên nhanh chóng chảy vào trong trung tâm hồ căn nguyên hai của lực lượng đang dây dưa với nhau lập tức bị phá vỡ thế cân bằng năng lực căn nguyên của ma linh vẫn còn tốt dù sao thì năng lực căn nguyên trong cơ thể ông ta hay năng lực căn nguyên trong hồ căn nguyên đều là năng lực căn nguyên thế nên chuyện này cũng chẳng gây ảnh hưởng lớn đến ma linh nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến ấn ký linh hồn do ma chủ bố trí ấn ký linh hồn lúc này giống như phải lấy một chọi hai hơn nửa năng lực căn nguyên trong hồ căn nguyên cuồn cuộn không ngừng mạnh hơn ấn ký linh hồn rất nhiều chỉ sau hai giây ngắn ngủi ấn ký linh hồn đã mờ đi ba giây sau ma linh nghe thấy buất một tiếng ấn ký linh hồn ở trong đại trận đột nhiên sụp đổ và tan biến thành công rồi ma linh lộ vẻ vui mừng nhưng ông ta cũng không có hành động gì thêm nếu muốn khống chế ma điện thì nhất định phải ấn ký linh hồn của chính mình vào trong trung tâm hồ căn nguyên nhưng hiện tại năng lực trong hồ căn nguyên đang bùng phát dữ dội nếu ông ta cũng liều mạng xông vào thì rất có thể sẽ có kết cục như ấn ký linh hồn của ma chủ bây giờ ông ta chỉ cần chờ đợi chờ đợi cơn lốc trong hồ căn nguyên bình ổn trở lại chờ đợi ma giới hoàn toàn xong đời hơn nữa ông ta cũng không có đối thủ cạnh tranh Điều này có nghĩa là đại cục đã được định sẵn. Ma giới nhanh chóng sụp đổ. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chưa tới một tiếng. Bên ngoài, ma giới nổ ầm ầm, đám người văn vũ nhanh chóng bay đến một lục địa rách nát, nhìn con đường cuối cùng của ma giới. Bên trong ma điện, sau khi ma giới sụp đổ thì cơn bão trong hồ căn nguyên cũng dần lắng xuống. Chờ đến khi bão tan hoàn toàn thì ma linh mới tiến lên trên hai bước, đi vào bên trong trận pháp. Ngươi là của ta giờ phút này ma linh đã không giấu nổi sự kích động cuối cùng thì bố trí lâu dài của ông ta đã có kết quả đối với ma linh mà nói chuyện này chỉ có thể nói là trả giá ngang với những gì đạt được ông ta bình tĩnh vươn tay ra phần sáng vàng trên tay khẽ lưu chuyển một ấn ký linh hồn được hình thành bùng một tiếng giòn tan vang lên ấn ký linh hồn từ tay ma linh rơi xuống trung tâm trận pháp hoàn toàn phù hợp với đại trận này liên kết nhanh chóng được hình thành Ma điện đã thay đổi chủ nhân. Tuy nhiên, ngay vào thời khắc này, Ma Linh lại cảm thấy một cảm giác hoảng hốt. Cảm giác này thực ra rất phù hợp với tình hình bên ngoài. Bên ngoài, đỉnh ma điện đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó có một sợi dây vươn ra, lập tức kéo Văn Vũ vào tầng 999 ma điện. Ma điện cũng nhanh chóng biến mất vào hư không vô tận. Khi cảm giác hốt hoảng của Ma Linh biến mất thì mọi chuyện đã kết thúc. Ông ta cũng không phát hiện ra chuyện gì ma linh cảm thấy mọi thứ không có gì sai lệch tất cả đều phù hợp với tình hình phát triển bình thường ma linh vừa khẽ suy nghĩ thì cả người đã kết nối với toàn bộ ma điện ông ta nhìn từ trên cao xuống giống như thần tiên đang nhìn lãnh thổ của mình ma linh phóng tầm mắt ra xa nhìn bên ngoài ma điện đó là một bầu trời đầy sao vị trí sao lại thay đổi rồi đúng vậy vị trí hiện tại của ma điện không phải ở nơi ma giới sụp đổ mà đang ở một địa điểm không xác định nhưng mà ma linh nghĩ trái nghĩ phải mà cũng không cảm thấy có vấn đề gì chuyện này nói ra rất dễ hiểu ma điện xuất phát từ tay ma chủ chuyện này làm ma linh không hiểu lắm ông ta chỉ nghĩ rằng ma giới sụp đổ thì ma điện đã kích hoạt một thủ đoạn nào đó nhanh chóng thoát ly khỏi ma giới ông ta chỉ cần biết bây giờ mình là người kiểm soát ma điện là được thế là đủ rồi còn những chi tiết nhỏ ma linh không thèm để ý tới Ma Linh suy nghĩ một chút về chuyện ma điện di dời vị trí rồi nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Ông ta bước ra khỏi trung tâm đại trận Hồ Căn Nguyên, nhờ mắt cảm giác bố cục của ma điện một chút, sau đó tìm được một mục tiêu của mình. Đó là một nơi ở tầng âm 999 ma điện. Nơi đó được gọi là sảnh điều khiển chính. Sau khi quyết định được địa điểm, Ma Linh dựa vào quyền khống chế ma điện tối cao của mình, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở sảnh điều khiển chính tầng âm 999 ma điện. Giống như những gì đã đề cập đến lúc trước, ma điện giống như một bản sao của ma giới. Một khi ma giới sụp đổ thì ma điện sẽ trở thành con thuyền noa, mang theo ma tộc phiêu bạc giữa hư không để tìm kiếm khả năng sống sót. Điều này có thể mang lại mạng sống cho ma tộc, cũng có thể cung cấp một hành tinh để ma tộc sinh sôi nảy nở. Thực ra chuyện này cũng không khác mục tiêu cuối cùng của ma linh là mấy. Ma chủ và ma linh, không ai cao quý hơn ai. PS con thuyền noa, đây là con thuyền được nhắc đến từ chương 6 đến chương 9 của sách sáng thế trong Kinh Thánh. Con thuyền này được ma đóng theo ý của Chúa, để cứu ông và gia đình cùng những loài động vật khác thoát khỏi cảnh bị diệt vong do trận đại hồng thủy của Thiên Chúa. Nếu làm con thuyền ma của ma giới thì chắc chắn ma điện có năng lực tiến về phía trước. Hơn nữa, trong tình huống năng lượng căn nguyên vô hạn, ma điện có thể phát huy những tác dụng khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Mặc dù ma linh không biết quá nhiều về ma điện, nhưng sau khi nắm được quyền hành thì ông ta cũng có thể thực hiện những hành động cơ bản với ma điện như khởi động, di dời hoặc tấn công. Ma Linh chậm rãi đi tới sảnh điều khiển chính, nhẹ nhàng ấn vào trung tâm điều khiển, sau đó ma điện bắt đầu di chuyển. Hồ Cang Nguyên cung cấp một nguồn năng lượng khổng lồ cho ma điện. Giờ phút này, Ma Linh chỉ cảm thấy ma điện động đậy, giây tiếp theo, một nguồn năng lực mạnh mẽ nhanh chóng xé tan không gian, ma điện tiến vào giữa không gian tường kép. Khái niệm thời gian kéo dài vô tận. Ma Linh chỉ cảm thấy khung cảnh bên ngoài thay đổi chóng mặt, mọi thứ quay cuồng, đến ông ta cũng cảm thấy hoa mắt. Nhưng ma điện vẫn là ma điện, mọi thứ bên ngoài không ảnh hưởng gì đến bên trong ma điện. Thậm chí, ngoài Ma Linh thì tất cả mọi người dân của ma điện ở bên ngoài không hề cảm nhận được ma điện đã di chuyển đến một không gian xa xôi. Không gian lại rạn nứt một lần nữa, ma điện phá vỡ không gian tường kép, xuất hiện ở thế giới hiện tại. Giờ phút này, Ma Linh hướng mắt ra bên ngoài, nhìn được rõ ràng tất cả mọi cảnh vật. Đó là một hành tinh màu xanh, bề mặt hành tinh được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng nhìn như tiên khí mờ ảo. Tuy nhiên, Ma Linh biết rõ thứ này là luồng sáng phong tỏa mà chủ nhân thiết lập cho trái đất. Thủ đoạn thật bị ổi. Mục đích tạo luồng sáng phong ấn này của chủ nhân chính là để không một kẻ nào có thể thoát khỏi trái đất, thoát khỏi hành tinh mẹ. Quá bị ổi một tấc đất cũng không muốn nhường. giờ phút này, ma linh nhìn trái đất như đang nhìn một thiếu nữ xinh đẹp chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng. ta tới, ta chinh phục. ông ta dang rộng hai tay, không che giấu tham vọng của mình. nhìn từ xa, màu xanh của trái đất thật xinh đẹp, giống như một viên ngọc quý màu xanh lấp lánh. nhưng trong mắt ma linh, trái đất vẫn không thể nào so sánh với laida được. ý ông ta là laida trước đây. Trước khi Laida gặp sự cố thì toàn bộ hành tinh không chỉ to lớn mà còn mỹ lệ, bao la hùng vĩ. Những con núi con sông sang sát nhau, phong cảnh nơi nào cũng như tranh vẽ. Nhưng đáng tiếc, chết rồi chính là chết rồi. Mặc dù trái đất không đẹp như Laida trước đây, nhưng mà... Đây là sự lựa chọn duy nhất, không phải sao? Ma Linh không kén chọn, nhưng cũng không có quyền lựa chọn. Ma Linh nhìn thêm một chút rồi thu hồi tầm mắt, ông ta đứng trong sảnh điều khiển một lúc, sau đó truyền ra một dao động tinh thần ta tới rồi giúp ta hẹn gặp chủ nhân ma điện xuất hiện trên một vùng đất trống của trái đất vẫn chưa gây ra bất cứ ảnh hưởng nào với trái đất có kết giới mà chủ nhân thiết lập trái đất lúc này giống như tách khỏi mọi thứ đừng nói là chức nghiệp giả cho dù là hệ thống thiên nhãn mạnh mẽ nhất yến kinh cũng không thể nào phát hiện ra ma điện một tai họa bất ngờ ập đến không biết bao giờ sẽ phát nổ nhưng những chuyện này cũng không liên quan đến số 3 nhiều lắm. Sau khi mọi chuyện bại lộ, người bảo vệ bảo địa số 3 vẫn được chủ nhân trọng dụng, điều này khác hoàn toàn với Kim Giáp. Kim Giáp bị chủ nhân cách chức, chẳng có việc gì làm, ngày ngày ở bên cạnh nơi ở của chủ nhân ăn không ngồi rồi. Mặc dù không bị chủ nhân ban chết, nhưng như thế cũng giống như mất đi ý nghĩa tồn tại. Số 3 nhìn thấy Kim Giáp gặp họa như thế thì vô cùng vui sướng, anh ta cũng chẳng phải hạ người rộng lượng gì. Sau khi nhận được kết nối linh hồn của Ma Linh, số 3 lập tức đứng dậy đi tới phía cung điện. Cho đến khi anh ta bay đến cửa đông của cung điện. Ồ, đây chẳng phải là kim giáp lão đại sao, sao lại chạy tới đây canh cửa rồi. Số 3 nhìn thấy kim giáp thì cười ha hả, kim giáp lúc này vẫn là phong thái như cũ, toàn thân khoác chiến giáp kim quang lập lòe, nhưng anh ta lại đang đứng chống binh khí ở cửa đông. Tư thế này chắc chắn là lính canh cửa đã từng là người bảo vệ bảo địa số 2, vậy mà lại xa suốt đến mức này. Số 3 thấy thế thì vui vẻ nhìn Kim Giáp, thấy Kim Giáp không thèm đáp lại mình thì mới thông dong đi ngang qua anh ta vào bên trong. Số 3 vào trong thì thu lại biểu cảm ban nảy, chạy thẳng một đường đến trước đại điện. Cửa lớn mở ra, số 3 nhanh chóng nhìn thấy bóng người ngồi trên ngai vàng. Có chuyện gì? Chủ nhân lời ít ý nhiều, âm thanh bình tĩnh. Đại nhân, Ma Linh đã khống chế ma điện, bây giờ đang ở biên giới trái đất vậy bảo ông ta qua đây gặp ta chuyện này số ba lập tức nghẹn lời chủ nhân nhìn thấy dáng vẻ vào đầu bức tai của anh ta thì nhẹ nhàng lắc đầu phế vật ngươi và ma linh giống nhau đều là phế vật đến cả dũng khí đến gặp ta cũng không có chủ nhân mắng chửi số ba một lúc mới nguôi giận sau đó lại tiếp tục lên tiếng ngươi và kim giáp đến ma điện một chuyến xem ma linh muốn gặp ta làm gì Dứt lời, chủ nhân nhẹ nhàng phất tay một cái, một trận gió lớn thổi qua, hất văng số 3 ra ngoài cửa. Ồ, đây không phải là con chó săn của Ma Linh sao? Sao lại bị ném ngã thê thảm như thế? Số 3 còn chưa đứng vững đã nghe thấy giọng nói của Kim Giáp. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy Kim Giáp đang nhìn mình, gương mặt đầy sự mỉa mai. Hừ! Số 3 hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phủi sạch bụi đất trên người, sau đó đi nhanh ra ngoài phía sau lưng anh ta là tiếng cười đầy chế nhạo của kim giáp mặc dù kim giáp và số ba không ưa gì nhau nhưng dưới mệnh lệnh của chủ nhân thì hai người cũng chỉ có thể cố gắng duy trì trạng thái hòa bình nếu chủ nhân đã nói muốn hai người cùng nhau đi gặp ma linh thì nhất định phải là hai người đi hai người về cho dù chủ tủ của số ba là ma linh cũng không dám làm gì kim giáp tất nhiên kim giáp cũng đừng mơ có thể gây ra chuyện gì sau khi rời khỏi cung điện người dẫn đường số ba lập tức chạy nhanh như bay kim giáp cũng nhanh chóng đuổi theo chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cửa truyền tống số ba chui vào trước kim giáp theo sau nhanh chóng xuất hiện ở bản thổ trái đất cả hai không nói một câu nào bọn họ chỉ tùy ý bố trí mấy kết giới xung quanh mình sau đó bay lên không trung đến biên giới giữa trái đất và kết giới số ba và kim giáp lôi lệnh bài chứng minh thân phận người bảo vệ bảo địa ra ấn lệnh bài lên kết giới kết giới lập tức lóe sáng sau đó nứt ra một lối đi bí mật. Những ngôi sao bên ngoài sáng chói, ma điện lơ lửng ở phía xa. Hô hấp của kim giáp như cứng lại, một lúc sau mới hoàn hồn, còn số ba thì không khác gì một con chó điên, cuốn cùng lao về phía ma điện. Phù Kim giáp thở dài một hơi, sau đó cũng lập tức đuổi theo. Ngay ở tầng thứ nhất, kim giáp và số ba đã gặp được người khống chế ma điện, ma linh. Cung điện mới được ma linh tu sửa, Bên trong có những phù điêu sang sát, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên những bức phù điêu này đều là quá khứ của Lai Đa trước khi xảy ra chuyện. Ma Linh ngồi trên ngai vàng, màn sương xám luôn bao quanh thân thể lúc này đã biến mất. Từ hậu trường bước ra sân khấu. Bây giờ Ma Linh không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Vừa nhìn thấy Ma Linh thì số ba lập tức chạy như bay tới bên cạnh ông ta, bắt đầu nịnh hót, nói cái gì mà, đại nhân, tôi nhớ ngài chết đi được, tôi muốn về nhà, muốn trở lại bên cạnh ngài, linh tinh, nhìn giống một con chó cung liếm loạn lên. Ma Linh cũng miễn cường, có vẻ như rất thoải mái với những lời nịnh hót này. Đến tận khi kim giáp ho khen một tiếng thì mới kết thúc một màn cây mắt này. Tôi thay mặt chủ nhân đến đây, nghe nói Ma Linh đại nhân muốn hẹn gặp chủ nhân, không biết đại nhân muốn gặp chủ nhân làm gì. Kim giáp rất sáng suốt, anh ta không đề cập đến chuyện Ma Linh thậm chí còn không có dũng khí đến gặp chủ nhân. Mà Ma Linh cũng không tự thừa nhận mình nhát gan, ông ta nhìn Kim Giáp, bình tĩnh nói: "Ta muốn thỉnh cầu chủ nhân đại nhân thu hồi kết giới ở hai tầng 998 và 999 của Ma Điện. Bây giờ ta nghĩ là thời gian tốt nhất để giải quyết tên phiền toái ma chủ. Ta cũng đã nói rồi, ta sẽ giết chết ma chủ, sau đó viên đá trời ban sẽ thuộc về chủ nhân, ta chỉ cần trái đất." Mọi thỏa thuận về cơ bản đều chỉ là một quá trình chia sẻ chiến lợi phẩm chủ nhân và ma linh mỗi người đều lấy được thứ mình muốn hợp tác vô cùng thăng khiết nhưng đối với hai kẻ này trên đời này làm gì có hợp tác điều này không được kim giáp kiên quyết trả lời điều này chắc là trước khi kim giáp vào ma điện đã được chủ nhân dặn dò chứ anh ta cũng không có gan giả truyền thánh chỉ ồ ma linh nhướng mày đây là ý của chủ nhân ma linh thực sự rất nóng lòng muốn giải quyết ma chủ Mười năm trước, Ma Linh đối mặt với ma chủ chỉ có 60% cơ hội chiến thắng, nhưng bây giờ đã chiếm được ma điện thì xác suất này đã lên tới 90% rồi. 60% mà Ma Linh còn dám phát động kế hoạch, vậy thì bây giờ có gì mà không dám chứ? Ông ta chỉ mong ma chủ mau chóng chết đi. Hơn nữa, dựa theo những suy đoán của Ma Linh thì chắc chủ nhân cũng nóng lòng muốn có một nửa viên đá trời ban kia lắm rồi. Nhưng bây giờ nghe Kim Giáp nói thế này thì hình như chủ nhân cũng không vội lắm. Chuyện này Chủ nhân đại nhân đề phòng ông Một câu của Kim Giáp đã nói ra sự thật Không có gì phải che giấu cả Chủ nhân cũng không cần phải che giấu Cuối cùng Kim Giáp lại bổ sung thêm một câu Chủ nhân sợ ông nuốt mất viên đá trời ban Thế nên không có chuyện chủ nhân thu hồi kết giới đâu Chủ nhân đợi ngày này rất lâu Ngày ấy không thể nào vấp ngã ở ngay bước cuối cùng được Chủ nhân chờ đợi lâu như vậy rồi Bây giờ chờ thêm trăm năm ngàn năm nữa cũng không sao. Những lời này đều là sự thật Chủ nhân không tín nhiệm Ma Linh Ma Linh cũng không biết phải làm thế nào Ta chỉ muốn trái đất mà thôi Ta không cần viên đá trời ban Có quỷ mới tin Kim Giáp không khách khí nói lại Dù sao thì chủ nhân không tin ngươi Ngươi có thể làm gì được chứ Ma Linh đúng là chẳng thể làm gì Mặc dù ma chủ và chủ nhân đều là cấp 12 Nhưng cường độ lực lượng của hai người lại không giống nhau Ma Linh có thể xử lý ma chủ, nhưng lại không mở được kết giới mà chủ nhân phong tỏa. Trên lệch rất lớn. Sau khi xác định không thể làm gì khác, Ma Linh bỏ qua sự bất mãn trong lòng, lại tươi cười hỏi lại một lần nữa. Vậy chủ nhân có suy nghĩ như thế nào? Chủ nhân cho rằng, chờ đến khi cấp độ xiền xích cấp 10 bị phá vỡ, đến khi đó đường Hạo Phi và Bạch sẽ đồng hành cùng ông, đây là một lựa chọn không tồi. Nói một cách dễ hiểu chính là cài cắm tai mắt bên cạnh ngươi, phòng ngươi làm ra những chuyện linh tinh. Chủ nhân cảm thấy chờ đến khi cấp độ xiền xích cấp 10 mở ra thì đường hạo phi và bạch hợp sức lại cũng có thể ngang hàng với ma linh. Còn về văn vũ, từng, chủ nhân đã hoàn toàn bỏ qua. Sau khi văn vũ đến ma giới và thăng cấp thì thì dấu vết truy tìm mà chủ nhân khắc lên văn vũ đã không còn giá trị nữa. Nói cách khác, văn vũ bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân nhưng mọi chuyện cũng đã thay đổi chủ nhân cũng không cần văn vũ nữa huống hồ văn vũ được ma chủ trọng sinh âm mưu bên trong thế nào chủ nhân cũng không rõ thế nên so với chuyện dùng văn vũ chẳng thà cứ để văn vũ tự sinh tự diệt còn hơn đúng vậy tình huống bây giờ là chỉ cần văn vũ không chủ động nhảy ra thì chủ nhân cũng không để ý đến văn vũ chủ nhân cũng đã có đủ quân cờ để sử dụng rồi ma linh nghe được lời kim giáp nói thì rối rắm không thể nhanh hơn một chút sao không thể nhanh hơn mà còn phải chậm hơn từ hôm nay trở đi ông phải giảm công kích trên chiến trường phân tầng đây là chủ nhân muốn cho đường hạo phi và bạch có đủ thời gian để trưởng thành cuối cùng kim giáp còn nói thêm một câu chỉ cần ông không có hai lòng thì trái đất sớm muộn gì cũng là của ông đây là lời hứa của chủ nhân chủ nhân đã nói vậy thì ma linh có thể nói gì được nữa ông ta chỉ có thể gật đầu đồng ý đồng thời cử thuộc hạ đưa kim giáp xuống chiêu đãi ăn ngon uống tốt. Sau khi tiễn kim giáp đi, sắc mặt Ma Linh lập tức thay đổi, ông ta lạnh mặt, siết chặt nắm đấm. Năng lượng trào dân khắp cơ thể dường như nói lên tâm trạng của Ma Linh lúc này, vất vả lắm ông ta mới trở thành lão đại một phương, vật mà mỗi lần nhắc đến chủ nhân đều vẫn thấp hèn như vậy. Số 3 đứng bên cạnh Ma Linh cẩn thận lùi lại phía sau, sợ bị lửa giận của Ma Linh bén vào người. Tuy nhiên, Ma Linh dù sao cũng vẫn là Ma Linh, Ông ta hít thở sâu một lát đã có thể áp chế xúc động trong lòng. Sau đó, Ma Linh ngẩng đầu nhìn lên trên. Tầm mắt dường như xuyên qua hư không, nhìn thẳng lên tầng cao nhất của ma điện. Ở nơi đó, tầng 998 và 999 được bao bọc trong một luồng ánh sáng trắng, giống như một chốn bồng lai tiên cảnh hoang vắng và độc lập. Hừ. Ma Linh nghĩ đến đây thì hừ lạnh một tiếng. Để ngươi sống lâu hơn một chút cố gắng tận hưởng nốt khoảng thời gian cuối cùng này đi đồ khốn đáng tiếc lời chúc phúc này của ma linh lại không được thực hiện nói cách khác ma chủ đã sớm tận hưởng xong khoảng thời gian cuối cùng này rồi bây giờ đã chết rồi chỉ khổ văn vũ văn vũ bị sát thủ vô danh làm cho mắc kẹt trong thần điện không giới trở thành bia đỡ đạn đánh lừa chủ nhân không biết sau khi chủ nhân biết chuyện này thì sẽ có biểu cảm như thế nào đồ khốn ông đây vừa định tha chết cho ngươi mà ngươi lại gây chuyện với ta nói đi ngươi muốn chết như thế nào văn vũ bị hất chậu nước bẩn này lên người có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tất nhiên là đó là chuyện sau này bây giờ văn vũ không có thời gian nghĩ xem chủ nhân sẽ cảm thấy thế nào giờ phút này văn vũ đụng trên thần điện không giới nhìn trận pháp trải khắp không gian mà run cả người sát thủ vô danh kia đã nói cho văn vũ biết mọi chuyện văn vũ cũng không phải kẻ ngốc có một số điều cậu không tin. Ví dụ như câu, ngươi không chạy được đâu. Không thử thì làm sao có thể biết là không chạy được. Tuy nhiên, hiện thực đã dán cho văn vũ một đòn đau điến. Trận pháp phù văn được bố trí ở thần điện không giới chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra, không những thế cường độ của trận pháp này cao đến mức văn vũ chưa từng nhìn thấy. Văn vũ nhìn một chút đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tức giận, Cường độ của thứ này thậm chí còn mạnh hơn lá chắn ánh sáng mà chủ nhân làm cho ma chủ. Thứ này muốn phong ấn cường giả cấp 12 còn được nữa là văn vũ, không biết tên sát thủ vô danh kia đề cao văn vũ đến mức nào. Nhưng văn vũ không cần sự đề cao này. Nhưng trùng bước không phải phong cách của văn vũ. Văn vũ bay lên, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào kết giới. Một cổ phản lực đột nhiên truyền vào trong cơ thể, văn vũ giống như bị điện giật, lập tức bay ngược trở về cưỡng ép chắc chắn không thể sử dụng được. Vậy thì chỉ có thể dùng kỹ thuật. Văn Vũ nghĩ đến đây thì lại ngẩng đầu nhìn kết giới trên đầu. Khoảng chừng một tiếng sau, Văn Vũ hung hăng mắng một tiếng, xoay người đi về trong cung điện. Không phá được. Chuyện này chẳng khác gì học sinh tiểu học muốn xây dựng một lò phản ứng hạt nhân, Văn Vũ không có được nguồn tri thức mạnh mẽ như vậy. Văn Vũ trở lại chủ điện, khoanh chân chống tầm nghiêm túc suy nghĩ. Ở tầng 999 của ma điện, tất cả mọi liên kết linh hồn đều bị ngăn cách, ngoài tiểu linh thú trên vai thì Văn Vũ không còn người bạn nào. Thậm chí đến cả nói chuyện cũng không được. Nói cách khác, Văn Vũ ở thần điện không giới đã bị ngăn cách triệt để với bên ngoài. Phong ấn. Cô đơn sao? Cũng không tính là cô đơn. Dù sao thì thần điện không giới cũng không phải bên ngoài hư không. Văn Vũ ở đây có thể nhìn, có thể nghe, có thể chạm, tốt hơn bị giam bên ngoài hư không rất nhiều. Húng hồ còn có tiểu linh thú. Văn Vũ suy nghĩ khoảng nửa tiếng rồi khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Mọi chuyện đã đến nước này, Văn Vũ chỉ có thể tìm niềm vui trong đau khổ, ma chủ đã chết, bây giờ thần điện không giới trở thành vật vô chủ, giống như một viên ngọc rơi xuống ngay trước mặt Văn Vũ, nếu Văn Vũ không nhặt thì đúng là có lỗi với bản thân. Cậu cảm thấy bây giờ mình nên đi kiểm tra một chút, xem những di sản mà ma chủ để lại cho mình nhìn từ bên ngoài thì thần điện không giới cũng không khác mấy so với cung điện của chủ nhân cấu tạo bên trong cũng tương tự chẳng qua là thần điện không giới thiếu nhân khí văn vũ không biết trước kia ở đây có tôi tới lính canh gì không nhưng bây giờ có một sự thật là nơi này không một bóng người không biết là do ma chủ không sắp xếp lính canh ở đây hay là tất cả đã bị sát thủ vô danh mang đi rồi nhưng như thế cũng tốt Văn Vũ đi vào bên trong, ở hành lang còn có thể thấy những chiếc trương nhưng bên trong thần điện không giới thì chẳng có gì cả, ngay cả đồ đạc cũng ít đến đáng thương. Ngoại trừ vài bộ quần áo của ma chủ thì không còn gì nữa. Sau vài giờ lang thang ở đây thì Văn Vũ đã phát hiện ra một sự thật, ma chủ là một tên nghèo kiết xác. Nhìn thần điện không giới trống không là biết trước nay đều không có người hầu, đồ đạc bảo bối gì cũng không có, hoặc là có nhưng đã bị sát thủ vô danh tịch thu nói tóm lại là văn vũ không có chút thu hoạch nào nhưng văn vũ ở bên ngoài vẫn chưa tìm được phòng thí nghiệm như lời sát thủ vô danh nói thế nên nơi này vẫn còn một tia hy vọng văn vũ đi một vòng rồi lại quay về chủ điện cậu nhìn về phía ngai vàng sau đó đột nhiên mỉm cười chắc là giấu ở đây văn vũ bước nhanh đến phía ngai vài vương tay cảm nhận sự lạnh lẽo của ngai vàng sau đó yên vị ngồi xuống văn vũ ngồi quan sát toàn bộ đại điện trong đầu đột nhiên nảy ra một hình ảnh dưới ngai vàng quần thần cúi đầu hô to hoàng thượng vạn tuế phù văn vũ bật cười cậu không hề mong muốn một cuộc sống như vậy từ đầu đến cuối cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi trò chơi này nhưng không ngờ mọi chuyện lại càng lúng càng sâu văn vũ khẽ lắc đầu đánh rơi tất cả những tạp niệm linh tinh sau đó cúi đầu nhìn tay viện của ngai vàng nơi đó có một văn ấn phù văn sáng lập lòe nó nhỏ đến mức bình thường không ai có thể phát hiện ra. Đây rõ ràng là một cơ quan. Hơn nữa, còn là cơ quan mà Văn Vũ vô cùng quen thuộc. Trước đây, khi Văn Vũ ở tầng 998 giúp Philip chế tác con rối linh hồn thì ma chủ đã đưa cho Văn Vũ một quyển sổ tay, trong quyển sổ đó ghi lại rất nhiều tác dụng kỳ diệu của thuật tạo vật linh hồn. Bên trong quyển sổ đó cũng có một ấn ký phù văn giống hệt cái mà Văn Vũ đang nhìn thấy văn vũ chưa từng bẻ khóa phá giải cơ quan nhưng đã từng đọc qua không biết bao nhiêu lần năng lượng tạo vật nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay văn vũ sau đó đang xen vào nhau tạo thành một con dấu có hình dáng đặc biệt văn vũ ấn con dấu này lên phù văn chỗ tay vịn cả hai lập tức hợp lại với nhau trong giây lát phù văn trên tay vịn lóe sáng sau đó ngai vàng đột ngột chấn động lúc này văn vũ chỉ cảm thấy như có gió lạnh quét qua sống lưng cả người phát rét cậu quay đầu nhìn về phía sau thì thấy vách tường sau lưng đột nhiên nứt ra chỗ đó xuất hiện ba con đường trước lối vào của ba con đường tỏa ra những ánh sáng khác nhau một tối sầm một trắng một tím văn vũ không biết ba con đường này sẽ dẫn đến bí mật gì cậu nheo mắt đánh giá một chút sau khi xác định không có gì nguy hiểm thì đứng dậy đi về phía con đường màu trắng ở giữa ánh sáng trắng rọi lên khuôn mặt văn vũ văn vũ mau chóng tăng tốc chỉ vài giây đã đi qua con đường không lớn này cảnh tượng hiện ra trước mắt trước mặt văn vũ là vô số dụng cụ thí nghiệm tinh xảo và phức tạp văn vũ thấy thế thì thở vào một hơi phòng thí nghiệm của ma chủ rất lớn được trang trí đơn giản và đầy đủ ánh sáng những thiết bị được bày bên trong vô cùng quý giá có rất nhiều thiết bị văn vũ chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe thấy cậu đi thẳng đến một khay nuôi kế hình chữ nhật phóng một đạo năng lực linh hồn một lát sau văn vũ đã hiểu rõ chức năng và nguyên lý hoạt động của dụng cụ này mặc dù có nhiều thiết bị văn vũ chưa nhìn thấy bao giờ nhưng hệ thống kỹ năng của văn vũ và ma chủ là cùng một nguồn hoặc có thể nói ma chủ cũng coi như một nửa sư phụ của văn vũ thế nên dựa vào thực lực hiện tại văn vũ muốn tìm hiểu về những loại dụng cụ thí nghiệm bày cũng không mất quá nhiều công sức lúc này văn vũ đã hoàn toàn thả lỏng cậu nhìn những dãy thiết bị trước mặt khóe miệng khẽ nhếch lên một cụ cười đây không phải là sự nhiệt tình yêu thương văn vũ không thuộc nhóm quái nhân khoa học kia chẳng qua sự xuất hiện của phòng thí nghiệm này đã giúp văn vũ giải quyết một vấn đề rất lớn văn vũ không biết mình bị giam cầm ở đây bao lâu có lẽ văn vũ đang phải đối mặt với phong ấn vĩnh hằng trong khoảng thời gian dài như vậy văn vũ nhất định phải tìm việc gì đó để làm nếu không thì ngày ngày ngồi trên ngai vàng sắm vai hoàng đế văn vũ sợ mình sẽ phát điên mất đừng hoài nghi chuyện này bởi vì rất có thể nó sẽ xảy ra. Chẳng phải số 3 đã so sánh sự tịch tỉnh chi thính, căn phòng yên tĩnh vắng vẻ của chủ nhân với hình phạt ra tấn tàn khốc nhất thế giới sao? Tịch tỉnh chi thính rất giống với thần điện không giới, không biết hai nơi này có mối quan hệ gì không? Trong lúc nhất thời, Văn Vũ vô thức suy nghĩ miên mang bao nhiêu chuyện. Một lúc sau, Văn Vũ lắc đầu, xoay người rời đi. Phòng thí nghiệm không có vấn đề gì, Văn Vũ rất thích nơi này nhưng văn vũ vẫn không quên phòng thí nghiệm này chỉ là con đường thứ nhất vẫn còn hai con đường nữa văn vũ khá tò mò không biết chúng dẫn đến đâu văn vũ đi ra khỏi con đường màu trắng tiếp tục hướng sang phải bên phải là con đường màu đen ảm đạm nhưng nó không mang lại cảm giác lạnh băng mà khiến người ta cảm thấy nặng nề sau khi xác nhận không có nguy hiểm văn vũ lại tiến vào bên trong bóng tối bao trùm lên cơ thể văn vũ từ bên ngoài nhìn vào giống như văn vũ bị một con quái thú nuốt vào bụng lập tức biến mất văn vũ không cảm thấy có gì kỳ quái cậu cứ thế tiến vào bên trong nhưng dần dần cậu lại có một cảm giác không ổn bóng tối càng lúc càng trầm trọng xung quanh không có ánh sáng điều này tước đoạt hết mọi năng lực cảm giác của văn vũ chỉ có tiểu linh thú nhẹ nhàng cọ lên gương mặt văn vũ giống như đang muốn nói với cậu tôi vẫn ở đây mọi chuyện giống như đang đi trong hư vô văn vũ cảm thấy không ổn cậu nhanh chóng quay người muốn rời khỏi đây nhưng phía sau cũng chỉ là một màu đen vô tận nơi này giống như hư vô vậy không có thời gian không có không gian cũng không có phương hướng không có trên dưới trái phải một điều đáng sợ đã xảy ra văn vũ bị mất phương hướng không thể tìm thấy đường ra mẹ kiếp văn vũ không nhịn được khẽ mắng một câu nhưng đúng lúc này bóng tối vô tận lại đột nhiên rung lên tiếp theo không gian kích động giọng nói của văn vũ dường như đã kích hoạt thứ gì đó văn vũ nhìn chăm chú về phía trước phát hiện ra trước mặt mình là một chiếc bệ đá vuông vắng bệ đá không cao chỉ khoảng một mét toàn thân màu trắng trên mặt khắc những hoa văn tinh xảo văn vũ thấy thế thì đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là tràn đầy hy vọng chắc đây không phải là viên đá trời ban đâu chứ đúng vậy giờ phút này văn vũ đã có suy nghĩ như thế văn vũ đã nghĩ rằng có lẽ thứ mà sát nhân vô danh lấy đi chỉ là đồ giả còn viên đá trời ban thật đã được ma chủ giấu ở đây. Ly Miêu đổi thái tử, trò hề này đã có từ mấy ngàn năm trước rồi. Nhưng sự thật đã chứng minh trí tưởng tượng của Văn Vũ đã bay qua xa rồi. Cậu vương tay chạm vào bệ đá, bệ đá nhanh chóng cho Văn Vũ biết tác dụng của mình. Hoan nghênh đi vào không giới. Sau khi kiểm tra đã xác nhận chủ nhân đời trước của không giới đã tử vong, xin hãy xác nhận có muốn làm người kế thừa không giới hay không. Hả? Văn Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó thất vọng hít sâu một hơi. Đây không phải viên đá trời ban mà là một đồ vật của không giới, nó báo cho Văn Vũ biết rằng ma chủ, chủ nhân đời trước của không giới đã chết. Chết thật rồi. Nhưng mà không giới. Văn Vũ vừa nghĩ về ý nghĩa của cái tên vừa nhìn về phía bệ đá. Xin hãy xác nhận có muốn làm người kế thừa không giới hay không. Bệ đá lại lặp lại câu vừa rồi. Một lát sau, Văn Vũ âm thầm xác nhận. Ngay sau đó, bóng tối xung quanh nhanh chóng tan biến, bóng tối biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Không giới cũng lộ ra trước mặt Văn Vũ. Đây là một căn phòng chỉ khoảng 10 mét vuông, Văn Vũ lúc này đang đứng ở giữa phòng, bệ đá tên là không giới kia đứng trước mặt Văn Vũ, sau lưng là con đường đã đi qua. Sau khi thấy khủng hoảng đã tiêu tan thì Văn Vũ thở vào một hơi, bệ đá nhanh chóng truyền tin vào đầu Văn Vũ. Một lúc sau, Văn Vũ rốt cuộc cũng hiểu không giới là gì đây là một phòng luyện công đúng vậy thứ được gọi là không giới chính là một phòng luyện công nhưng điều đặc biệt là phòng luyện công này do ma chủ sưu tập và sửa sang lại không đề cập tới chuyện ma chủ có mạnh hay không chỉ cần nói tới việc ma chủ nghiên cứu thuật tạo vật linh hồn thì đã vượt xa khỏi tầm nhìn của văn vũ rồi phòng luyện công này được ma chủ coi trọng và đích thâm cải tạo chắc chắn sẽ có điều đặc biệt Văn Vũ đang nghe truyện trên TV Audio CV nhanh chóng phân tích, sau đó hai mắt sáng ngời. Không giới bây giờ đối với Văn Vũ mà nói thực sự là một vật cứu mạng. Và cuối cùng Văn Vũ cũng hiểu tại sao đại điện của ma chủ lại được gọi là thần điện không giới. Bởi vì tầng 999 ma điện hoàn toàn do không giới chế tạo mà thành. Nói một cách chính xác hơn thì nói không giới là phòng luyện công cũng không phải, bởi vì không giới chính là toàn bộ tầng 999 ma điện. Đúng vậy, nơi hư vô mà Văn Vũ đi ngang qua khi tới đây cũng là một phần của ma giới. Thần điện không giới được ma chủ vận dụng sức mạnh của viên đá trời ban chế tạo ra. Nơi này là trung tâm điều khiển của toàn bộ không giới. Trên thực tế, không giới ban đầu cũng không có trung tâm điều khiển gì cả, sự lợi hại của ma chủ chính là ở phương diện này, hắn ta dựa vào kỹ thuật tạo vật linh hồn và viên đá trời ban để tìm ra cách thao túng một thế giới nhỏ bệ đá trước mặt văn vũ chính là thành quả nghiên cứu của ma chủ nhờ có bệ đá này mà ma chủ có thể điều động được sức mạnh của không giới đây chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng bên ngoài có một mảnh hư không rộng lớn vô tận nhưng chỉ cần một bộ phận nhỏ này cũng đã đủ khiến cho văn vũ vui mừng không xiết rồi bộ phận nhỏ này cũng chỉ có một tác dụng tác dụng gì phòng luyện công à tất nhiên là để luyện công rồi nhưng luyện công ở đây không có nghĩa luyện công thông thường nói cách khác các chức nghiệp giả cũng không cần luyện công mà chỉ cần phá hạn chức năng của không giới hoặc có thể nói là chức năng của phòng nhỏ này chính là phá hạn đột phá toàn diện từ tố chất thân thể đến cường độ linh hồn rồi đến năng lực căn nguyên năng lực cấp phá hạn là một năng lực cần thiết để cường giả tồn tại thậm chí có thể gọi là kỹ năng quan trọng nhất trong những kỹ năng quan trọng nhưng có một điều không thể xem nhẹ chính là bản thân văn vũ cũng không có năng lực phá hạn đúng vậy hồn sủng của văn vũ thì có nhưng văn vũ thì không tất nhiên là không tính linh hồn chiến trường và cán cân linh hồn từ sau khi bị phong ấn văn vũ luôn suy nghĩ về vấn đề này bây giờ mình bị nhốt ở đây mình phải làm thế nào để nâng cao thực lực đây ngoài linh hồn chiến trường cán cân linh hồn và thế giới báo thù bên ngoài thì văn vũ không có bất kỳ kỹ năng nào có thể đạt được hiệu quả phá hạn ba kỹ năng này cũng không yêu cầu điều kiện kích hoạt quá cao à đúng rồi còn cả dây yêu thông thiên nhưng nơi quỷ quái này làm gì có máu thịt gì cho dây yêu thông thiên ăn ăn văn vũ buồn nôn nhưng văn vũ lại nghĩ tới một chuyện ma chủ không cần phá hạn tất nhiên là cần thực lực là một thứ có bao nhiêu cũng thấy thiếu có lẽ hệ thống kỹ năng của ma chủ có kỹ năng phá hạn nhưng khi văn vũ nhìn thấy không giới thì đột nhiên phát hiện rằng rất có khả năng ma chủ không cần đến kỹ năng phá hạn bởi vì hiệu quả của không giới thực sự vô cùng khủng bố thảo nào ma chủ không ra khỏi cửa trong nhà có sẵn quặn rồi văn vũ vội vàng kích hoạt không giới sau khi không giới được kích hoạt toàn bộ căn phòng bốc lên một màn sương đen màn sương đen mênh mông cuồn cuộn giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ trên thế gian này nhưng thật bất ngờ màn sương đen này không mang lại cho văn vũ cảm giác lạnh lẽo như băng mà lại tỏa ra một vẻ trầm mặc nặng nề màn sương đen càng lúc càng dày chẳng mấy chốc đã nhấn chìm toàn bộ căn phòng văn vũ giống như lại trở về hư vô một lần nữa mọi thứ trên đời không còn tồn tại thời gian không gian đều biến thành hư ảo không phân biệt được trên dưới trước sau thị giác xúc giác cũng biến mất nhưng khi tiếp tục rơi vào trạng thái khủng bố như thế này văn vũ không hề sợ hãi mà còn cảm thấy hơi mong chờ suy nghĩ vừa dao động thì không giới lập tức được kích hoạt. Lúc này Văn Vũ chỉ cảm nhận được màn sương đen kia điên cuồng lao vào trong thân thể mình, dùng một phương pháp mà Văn Vũ không thể lý giải được để cải tạo lại thân thể Văn Vũ. Tố chất thân thể bắt đầu tăng vọt. Cường độ linh hồn cũng tăng lên theo. Càng đáng sợ hơn chính là năng lực căng nguyên. Màn sương đen vào trong cơ thể Văn Vũ, tiến vào trung tâm năng lực căng nguyên thì lập tức chuyển hóa thành năng lượng căng nguyên thuần túy. Văn Vũ hít sâu một hơi, nguồn năng lực căn nguyên này nhanh chóng được Văn Vũ đồng hóa và hấp thu. Tốc độ Xin lỗi, Văn Vũ không biết tốc độ thay đổi như thế nào, bởi vì ở đây cậu đã mất khái niệm thời gian. Cậu chỉ cảm thấy thực lực của bản thân không ngừng tăng lên, mãi đến tận khi tất cả tố chất thân thể, cường độ linh hồn, năng lực căn nguyên đều tăng lên một phần trăm thì Văn Vũ mới chủ động mở mắt ra. Vừa bắt đầu suy nghĩ thì bóng tối xung quanh cũng bắt đầu biến mất. Văn Vũ đứng dậy, quay trở lại giữa phòng. Vừa rời khỏi không giới thì cảm giác đói khát nhanh chóng ập đến, dường như muốn nói cho Văn Vũ biết thời gian cậu ở trong không giới không hề ngắn. Tốc độ này. Mặc dù không thể so sánh với hệ thống kỹ năng giấc mơ trở thành hiện thực, nhưng cũng vượt xa các kỹ năng cấp phá hạng thông thường. Đối với Văn Vũ đang ở trong thần điện không giới mà nói thì thực sự cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Đúng là một nơi tốt để giết thời gian. Văn Vũ vừa ăn uống vừa lẩm bẩm. Chờ ăn no rồi cậu mới đi ra bên ngoài. Quá trình rời khỏi không giới cũng không phát sinh chuyện xấu gì. Lúc này Văn Vũ mới phát hiện từ con đường từ không giới ra đến cửa chỉ dài gần 10 mét. Sau khi ra khỏi không giới, Văn Vũ xoay người đi sang bên trái, tiến về phía con đường tỏa ra ánh sáng tím. Cậu do dự một chút, sau đó nhấc chân bước vào trong. Lần này không phải là một con đường dài và hẹp văn vũ vừa tiến vào một bước đã lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng một giây sau đã thấy mình đang ở giữa một bầu trời đầy sao giây tiếp theo một âm thanh to lớn vang lên như tiếng sấm rền chào mừng đến với linh cảnh sau khi kiểm tra xác nhận chủ nhân đời trước của linh cảnh đã tử vong xin hãy xác nhận có thừa kế linh cảnh hay không giọng điệu giống hệt như lúc vào không giới không cần nhiều lời chắc chắn đây cũng là kiệt tác của ma chủ dựa theo kinh nghiệm từ không giới văn vũ hoàn toàn không có lý do gì để từ chối lần này không có bệ đá gì cả sau khi văn vũ đồng ý thì cậu lập tức cảm nhận thấy mình và màu trời đều sau này có một liên kết linh hồn thần bí sau khi liên kết linh hồn thì một làn sóng tin tức truyền đến trong đầu văn vũ văn vũ nheo mắt một lát sau đã hiểu được tác dụng của linh cảnh đây là một sàn luyện võ ở trong linh cảnh chủ nhân của linh cảnh có thể mô phỏng tất cả mọi đối thủ mà mình từng gặp lấy đó để tôi luyện kỹ năng chiến đấu của mình không giới dùng để phá hạn linh cảnh dùng để mài đao thần điện không giới của ma chủ mặc dù không lớn nhưng được trang bị vô cùng đầy đủ văn vũ nhanh chóng kích hoạt linh cảnh chuẩn bị thử hóa ra một đối thủ thử xem hóa ra ai đây văn vũ suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đưa ra quyết định sao trên trời lập tức rơi xuống ngưng tụ lại trước mặt văn vũ dần dần hình thành một cái kén khổng lồ. Văn Vũ nhìn lên, kén không ngừng vặn vẹo, sau đó một bàn tay đầy vảy đen xé mở lớp vỏ kén, nhanh chóng chui ra ngoài. Sinh vật trước mặt cao 2 mét, có một đầu và bốn cánh tay, toàn thân phát ra luồng ánh sáng màu trắng. Đây là một con cổ ma. Nhìn dáng vẻ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu nói ra danh tính của con cổ ma này thì chắc chắn ai cũng phải kinh ngạc. Chủ nhân văn vũ đã từng gặp qua chủ nhân mấy lần tất nhiên cũng quen thuộc với hình dạng của chủ nhân bây giờ cậu lại có được linh cảnh người đầu tiên mà văn vũ muốn biến ra chính là chủ nhân muốn thử xem thực lực của chủ nhân đến đâu dù sao ở đây cũng không đánh chết người được đánh không lại cũng không sao chính vì đánh không lại thì trận chiến này mới có ý nghĩa không phải sao nhưng khi chủ nhân vừa di chuyển thì văn vũ lập tức nhíu mày tốc độ của chủ nhân rất nhanh nhưng không nhanh như trong tưởng tượng của văn vũ hắn ta xé rách không gian chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt văn vũ sau đó chủ nhân nắm tay lại bàn tay mang theo sức mạnh kinh người lao thẳng về phía gò má văn vũ nhưng nắm đấm này đi được nửa đường thì bị một bàn tay khác chặn lại hai bàn tay chạm vào nhau năng lượng tỏa ra bốn phía sức mạnh trong nắm đấm của chủ nhân lập tức tiêu tan nhưng ngay giây tiếp theo, một cổ năng lượng quỷ dị đã theo nắm tay chủ nhân tràn vào trong người Văn Vũ. Văn Vũ đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở trong bảo địa số 444. Cậu thậm chí còn thông qua cái chết của Ngọc mà cảm nhận được nắm đấm của chủ nhân. Chủ nhân có ba kỹ năng tấn công bị động, ba kỹ năng này chồng lên nhau là đủ nghiền nát bất kỳ đối thủ nào. Nhưng trên thế giới này không có kỹ năng nào là bất khả chiến bại. Trên thực tế, sau khi Văn Vũ từ Bảo Địa số 444 trở về thì đã nghĩ ra cách để phòng ngự và khắc chế ba kỹ năng công kích này của chủ nhân. Sức mạnh của chủ nhân theo cánh tay của Văn Vũ nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Văn Vũ, nhưng đúng lúc này cánh tay của Văn Vũ lại đột nhiên nổ tung. Không có vật dẫn, năng lực của chủ nhân tự nhiên cũng không còn không gian để phát huy. Đúng vậy, năng lực này đúng là không dễ đề phòng, nhưng không có nghĩa là không thể đề phòng khả năng phục hồi mạnh mẽ của quan hợp linh văn khiến văn vũ tự tin có thể đánh một trận tiêu hao máu thịt với chủ nhân bùng một nắm đấm xé rách không gian đánh thẳng lên bụng chủ nhân phản lực kinh hoàng nhanh chóng ập tới khiến cánh tay văn vũ nổ tung nhưng chủ nhân cũng bị một quyền này đánh văn ra xa nhưng hắn ta vẫn không bị thương kỹ năng phòng ngự của chủ nhân có thể nói là vô cùng mạnh mẽ vết thương trên người văn vũ cũng nhanh chóng lành lại không để lại bất cứ dấu vết gì không ai làm gì được ai. Nhưng sau vài chiêu thức đơn giản, Văn Vũ lại phất tay, xóa hình bóng của chủ nhân. Trận chiến này chẳng có ý nghĩa gì cả. Văn Vũ lúc này không ở trạng thái đỉnh cao, không có hồn sủng, thế nên Văn Vũ không thêm được các kỹ năng của hồn sủng lên người mình, không thể thi triển những phương pháp chiến đấu chính như giấc mơ thành hiện thực. Trận đấu này không những không cải thiện được gì mà còn khiến người ta thêm nản lòng. Tất nhiên càng quan trọng nhất là chủ nhân cũng không phải là chủ nhân thật mà chỉ là chủ nhân được linh cảnh căn cứ theo ký ức của văn vũ rồi chắp vá lại thành mà thôi chính là chủ nhân lúc chiến đấu với ngọc chủ nhân lúc đó có thể so sánh với hiện tại sao văn vũ càng nghĩ càng thấy trận chiến này không có ý nghĩa gì nói là muốn xem thực lực của chủ nhân đến đâu nhưng đó căn bản không phải thực lực hiện tại của chủ nhân bây giờ cũng không phải toàn bộ thực lực của văn vũ nghĩ đến đây văn vũ lại khởi động linh cảnh tạo ra một ma linh lại một âm thanh như xé trời xé đất vang lên bóng dáng của ma linh nhanh chóng xuất hiện trước mặt văn vũ văn vũ suy nghĩ một chút lại phất tay xua tan ma linh nói một cách nghiêm túc thì văn vũ cũng chưa từng chiến đấu trực tiếp với ma linh lần nào trong ký ức của văn vũ ma linh là một con quái vật mà cậu không thể đánh bại hơn nữa văn vũ cũng không biết hệ thống kỹ năng của ma linh như thế nào thế thì cũng không thể hóa thành thực lực thật sự của Ma Linh. Văn Vũ thử vài lần đều không có kết quả gì thì thất vọng lắc đầu, bầu trời sao lập tức tan biến. Khi Văn Vũ mở mắt ra thì bản thân đã xuất hiện ở chủ điện. Phòng thí nghiệm và không giới mang đến cho Văn Vũ những bất ngờ không nhỏ, nhưng linh cảnh lại khiến Văn Vũ thất vọng. Tuy nhiên hoàn cảnh bây giờ đã như thế này thì Văn Vũ cũng chẳng có quyền kén cá chọn canh. Cậu thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục đi vào không giới. Văn Vũ đắm chìm trong làn sương mù xám xịt trong không giới, mọi cảm giác lại bị phong ấn, nhưng lần này cậu không bàn hoàng như lần đầu tiên nữa. Đây là tác dụng của hiểu biết. Văn Vũ tận hưởng sự cải thiện năng lực mà không giới mang lại, đồng thời nghĩ về những người anh em của mình. Độc nhãn, tinh, viết to, vô diện. Bản thân mình đột nhiên mất tích, không biết đám hồn sủng sẽ bối rối như thế nào. Văn Vũ nhớ đến những kỷ niệm tụ tập vui vẻ với hồn sủng, nhất thời thở dài không biết bọn nó có ăn ngon ngủ ngon không, không biết dạo này bọn nó thế nào. Nhóm Văn Vũ không có hồn sủng bên cạnh, cuộc sống không được tốt cho lắm. Không phải là chúng gặp chuyện gì không tốt mà chỉ là quá buồn tẻ. Bọn chúng đi lang thang trong hư không vô tận, tìm đủ mọi cách mà không tìm thấy ma điện, bọn chúng không biết ma điện đã chuyển chỗ đến gần trái đất rồi. Cho dù mọi cố gắng đều hóa thành vô ích nhưng cũng không thể nào từ bỏ. Chết cũng không từ bỏ. Văn Vũ cũng không biết mình đã bị kéo vào thần điện không giới bao nhiêu năm rồi, nhưng đường Hạo Phi đứng trên một khối thiên thạch nhìn các vì sao lại biết, Văn Vũ đã mất tích 3 năm. Sự chờ đợi chỉ đổi lại hết lần thất vọng này đến lần thất vọng khác. Một năm trước, đường Hạo Phi đã từ bỏ việc tìm kiếm ma điện. Nhưng anh ta không rời đi. Bởi vì lòng kiên trì, cũng vì lời hứa hẹn nhân danh người bảo vệ. Đồng hồ hơi rung lên, Đường Hạo Phi cúi đầu nhìn xuống liền thấy Kim Giờ và Kim Phúc trùng nhau và hướng lên phía trên. Bây giờ là 12 giờ trưa, cũng có nghĩa là đến giờ ăn cơm rồi. Đường Hạo Phi đứng trên thiên thạch, khẽ liên kết tinh thần đến một nơi cách đó không xa. Một lát sau, từ phía xa nổi lên những làn sóng, những bóng dáng bé nhỏ lần lượt bay về phía này như én về tổ, dừng lại bên cạnh đường Hạo Phi. Một, hai, ba, bảy, không thiếu. Đường Hạo Phi kiểm tra nhân số, sau đó lại tiếp tục lên tiếng. Ăn cơm thôi. Lão Đường nói xong thì lấy từ trong những không gian ra một đống lớn đồ ăn. Đồ ăn đều là những thức ăn khô, số lượng không nhiều, mùi vị không ngon. Tuy nhiên, ở cấp bậc của Lão Đường và nhóm hồn sủng thì có thể không cần đồ ăn. Một chút năng lực căn nguyên là có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể, hành động ăn cơm này chẳng qua là để tiết kiệm một chút năng lực căn nguyên mà thôi, hơn nữa cũng là một thói quen. Giống như khi Văn Vũ rời khỏi không giới lập tức ăn uống vậy, đây cũng là một thói quen giúp Văn Vũ tính toán thời gian, mặc dù tính cũng không quá chuẩn xác. Còn trong tình huống hiện tại thì ăn cơm còn mang theo một ý nghĩa khác. Ví dụ như báo cáo tình hình. Không phát hiện ra gì hết. Độc nhãn lên tiếng đầu tiên, coi như bắt đầu cuộc báo cáo hôm nay. Tôi cũng thế. Tôi cũng thế. Như trên. Cô 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 cô. Nhóm hồn sủng lần lượt lên tiếng, vẻ mặt thất bại. Cuộc báo cáo nhanh chóng kết thúc. Không có mấy lời vô nghĩa cổ vũ nhau cố lên, có lẽ nhóm hồn sủng cũng hiểu một chuyện, mặc dù lão đại nhà mình không chết nhưng tìm mãi không thấy. Thế nên bọn chúng cứ lặp đi lặp lại công việc tìm kiếm hàng ngày chỉ là để tìm được việc gì đó để làm mà thôi. Lão đường nhận được những câu trả lời này thì không nhịn được thở dài. Chức nghiệp hồn sư thật tốt, cho dù bản thân không còn nữa thì vẫn còn nhiều hồn sủng tận tâm trung thành như vậy lão đường vừa gặm một miếng lương khô vừa suy nghĩ rối loạn mãi đến tận khi một cái vuốt mèo xuất hiện trước mặt thì mới giật mình đường hạo phi hoàng hồn nuốt miếng lương khô xuống rồi nhìn victor sao thế tôi muốn hỏi anh một chút sao ngày nào anh cũng ngồi ở đây không có việc gì làm à victor vừa liếm móng vuốt vừa hỏi nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha đề tài này lập tức thu hút sự chú ý của nhóm hồn sủng tất cả đồng loạt nhìn chằm chằm vào đường hạo phi nhìn đến khi đường hạo phi xấu hổ anh ta gãi đầu mày nói thế cũng không sai sau khi ma giới sụp đổ thì tao chẳng còn chỗ nào để đi nữa dù sao cũng không có mục tiêu gì thế thì ở đây với chúng mày còn hơn dù sao thì tao ở đây cũng không làm trễ việc tao tự sát đúng không nào Lão đường nói đùa. Trái đất thế nào rồi? Victor lại hỏi thêm. Kể từ khi văn vũ mất tích thì những liên kết linh hồn giữa văn vũ cùng hồn sủng và con rối linh hồn đã bị ngắt quản, hệ thống tình báo di văn vũ thiết lập bị phá vỡ. Lúc này, nhóm hồn sủng chỉ còn phân thân của độc nhãn là kênh thông tin. Nhưng phân thân của độc nhãn lại chẳng có ích lợi gì, không đến được khu vực lãnh đạo, hơn nữa riêng việc trấn thủ tiền tuyến cấp chính đã đau đầu lắm rồi. Hơn nữa, con rối linh hồn và hồn sủng là hai hệ thống cấp dưới của văn vũ. Mặc dù sơn khôi đã để lại cho phân thân độc nhãn một nhóm con rối linh hồn để nhóm hồn sủng không mất hoàn toàn tin tức tình báo dưới trái đất, nhưng cũng chỉ thể chứ không hơn. Có rất nhiều chi tiết bọn chúng không nắm giữ được. Có thể là do độc nhãn không muốn nắm giữ. Tính cách xấu xa của độc nhãn thực sự rất giống văn vũ. Thế nên rất nhiều lần viết to muốn biết thông tin của trái đất đều hỏi đường hạo phi. Vẫn thế, ma linh không có hành động gì cũng không có chuyện gì xảy ra lão đường trả lời sắc mặt ảm đạm mỗi lần nhắc đến trái đất là lão đường lại nhớ tới vợ con mình mặc dù lão đường vẫn thường xuyên liên lạc với vợ con mình nhưng liên lạc thường xuyên cũng không giảm bớt được nỗi nhớ nhung trong lòng văn vũ có một trang bị liệt giới bạch cũng có một cái bây giờ ba người đã tách ra lão đường không có cách nào tiếp xúc với thiết bị liệt giới nếu như bạch vẫn ở đây thì lão đường còn có thể mượn trang bị liệt giới để gặp mặt tôn tuyết vi và đường hạo một chút nhưng tất cả chỉ là mơ ước bây giờ anh ta hơi nhớ nhà có lẽ victor cũng nhìn ra được suy nghĩ của lão đường nó không hỏi gì nữa cúi đầu ăn bánh quy bầu không khí nhất thời yên lặng một lúc sau victor đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão đường nhẹ giọng nói cảm ơn cảm ơn gì chứ chỉ là chút chuyện nên làm mà thôi Lão đường khiêm tốn trả lời, thực ra đường hạo phi cũng là một người khá ấm áp. Lão đường là người thẳng tính, anh ta nhìn đám hồn sủng đang ủ rũ trước mặt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói linh tinh một câu. Sau này chúng mày dự định thế nào? Ý tao là lỡ như. Lão đường nói đến đây thì không nói nữa, bởi vì độc nhãn đã ngẩng đầu nhe răng múa vuốt với anh ta. Mặc dù một con chó nhỏ chỉ bằng nắm tay làm ra dáng vẻ này rất đáng yêu, nhưng bây giờ nhóm hồn sủng của Văn Vũ rất mẫn cảm, lão đường lập tức phát hiện ra mình đã nói đến một chuyện cấm kỵ. Đến tận khi đường hạo phi cúi đầu xin lỗi thì độc nhãn mới bỏ qua. Nhưng câu nói này giống như một ngòi nổ. Nó làm nổ tung một chuyện mà nhóm hồn sủng luôn không muốn nhắc tới. Chờ đến khi cấp bậc xiền xích cấp 10 mở ra, nếu như vẫn không tìm thấy lão đại thì tôi sẽ theo anh trở về. Giọng viết to lạnh lùng và bình tĩnh. Đúng vậy, Victor từ trước đến nay đều rất bình tĩnh. Mặc dù nó nói như thế chắc chắn sẽ làm người nào đó khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận cách này của Victor là chính chắn và đúng đắn nhất, là một giải pháp tối ưu nhất của chuyện này. Tôi sẽ ở lại đây, tôi tin lão đại sẽ trở về, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Độc Nhãn liếc xéo Victor một cái, sau đó kiên định trả lời. Đáng ngạc nhiên là Độc Nhãn không oán trách Victor. Không can thiệp vào sự lựa chọn của người khác. Đây là sự ăn ý của nhóm hồn sủng. Nhất là trong những trường hợp như thế này. Đúng vậy. Mặc dù bản thân nó không muốn thừa nhận, nhưng Độc Nhãn cũng cảm thấy những lời mà Đường Hạo Phi chưa nói hết kia rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Bầu không khí càng thêm sa sút tinh thần, không gian ấm áp giữa lão Đường và nhóm hồn sủng nhanh chóng biến mất. Sau khi ăn xong, nhóm hồn sủng chào nhau rồi bay về những hướng khác nhau. Đường Hạo Phi khoanh tay đứng nhìn bóng dáng bọn chúng trời đi sau đó lại nằm trên mặt đá lạnh nhìn lên bầu trời cuộc sống này bao giờ mới kết thúc đây lão đường khẽ than thở một câu giống như oán trách cũng giống như cảm khái anh ta oán trách ma linh khiến mình có nhà mà không thể về cảm khái khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi nhớ về những gì đã qua cuối cùng cũng chẳng tổng kết ra được điều gì dù sao cũng phải đợi lão đường cũng phải tìm chút hoạt động giải trí chứ phải không anh ta cứ nằm nghỉ như vậy đến tận 12 giờ trưa hôm sau. Lại tiếp tục một vòng tuần hoàn vô hình. Tảng đá trước đây đường hạo phi hay nằm đã vỡ tan, thế là lão đường lại tìm một tảng đá khác. Ba năm sau, tảng đá này lại vỡ tan, lão đường lại tiếp tục thay đổi. Đổi đi đổi lại, không biết đường hạo phi đã di chuyển bao nhiêu lần. Anh ta chỉ biết rằng sau khi ma giới sụp đổ thì vết tích lưu lại mỗi ngày một ít, đến thời điểm hiện tại thì không còn nhìn thấy dấu vết gì của ma giới nữa rồi một thế giới lặng lẽ hóa thành tro bụi vậy mà những người chứng kiến lại vô cùng ít ỏi điều đáng buồn nhất là bởi vì ma giới đã sụp đổ nên vũ trụ không còn vật tham chiếu dẫn tới việc đường hạo phi không nhớ được vị trí trước đây của ma điện không tìm được địa điểm mà văn vũ biến mất đến đường hạo phi còn không tìm được thì nhóm hồn sủng của văn vũ làm sao có thể tìm thấy Thế nên mỗi khi nghe được báo cáo của nhóm hồn sủng thì Đường Hạo Phi cũng không cảm thấy buồn, hoặc có lẽ anh ta đã quên mất cách buồn rồi. Lão Đường chỉ nhìn vào khoảng không, ánh mắt ngập tràn vẻ tang thương. Lại đến 12 giờ trưa. Bảy tia sáng lại xuất hiện, lần lượt dừng bên cạnh Đường Hạo Phi. Giờ cơm đã đến, giờ học đã đến. Không phát hiện ra gì hết. Tôi cũng thế. Tôi cũng thế. Như trên Cô 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 cô. Những câu thoại cứ lặp đi lặp lại. Giọng điệu của nhóm hồn sủng rất bình tĩnh, không hề dao động. Ngay cả Độc Nhãn đã từng thề Văn Vũ không về thì không ngừng tìm kiếm, cũng không cảm xúc, chỉ yên lặng ăn bánh. Đường Hạo Phi nhìn nhóm hồn sủng trước mặt, không khỏi đau lòng. Anh ta khẽ thở dài, ngẹn ngào nói: "Bao lâu rồi?" Lời nói của Đường Hạo Phi thu hút sự chú ý của nhóm hồn sủng. Đường Hạo Phi lại lặp lại lần nữa. Bao lâu rồi, Văn Vũ đã mất tích bao lâu rồi? Bốn phía im lặng, một lát sau, viết to thở hắt ra. 1158 năm ngày 7 tháng 9 ngày. Con số khiến đường Hạo Phi kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi. Câu cảm khái này không được ai đáp lại. Một người bảy thú trầm mặt, giống như đã mất hết tinh thần. 1158 năm ngày 7 tháng 9 ngày thực sự là một khoảng thời gian tra tấn. Đường Hạo Phi khẽ thở dài. Lòng trung thành là một phẩm chất ưu tú, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là tất cả mọi chuyện đều có giới hạn. Lúc đầu, Đường Hạo Phi rất hâm mộ khi nhìn thấy nhóm hồn sủng điên cùng tìm kiếm văn vũ. Nhưng thời gian trôi qua, sự hâm mộ này dần chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng biến thành bi ai. Đây là sự vô vọng của lòng trung thành. Cũng là một trò đùa của thời gian. Chờ đợi, tìm kiếm hơn một thế kỷ, cuối cùng lại không có kết quả. Chúng mày vất vả rồi. Đường Hạo Phi nhẹ ngào, sau đó nói câu này, không nghe ra được cảm xúc. Mà Đường Hạo Phi cũng không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào. Vất vả nhưng không ngăn được bảy con hồn sủng. Vẫn không ai đáp lại. Nhưng vào lúc này, cả bảy con hồn sủng đều ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hạo Phi. Trong ánh mắt của chúng đều chất chứa sự mệt mỏi và buồn bã. Đáng lẽ bọn chúng phải từ bỏ từ lâu rồi, nhưng chúng vẫn kiên trì. Ban đầu là vì lòng trung thành, tiếp theo là vì lòng tín nhiệm, nhưng bây giờ, chính bọn chúng cũng không biết bản thân kiên trì vì điều gì. Ngày ngày bay lượn trên bầu trời, tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách, mọi không gian kỳ quái, bất kể ngày đêm. Dường như vất vả đã thành thói quen, nhưng vất vả như vậy cũng không có kết quả. Không vất vả. Độc Nhãn bình tĩnh trả lời, không hề cáu giận, giống như trả lời theo bản năng. Giọng nói quỷ dị hấp dẫn sự chú ý của đường Hạo Phi, anh ta ngẩng đầu nhìn độc nhãn. Độc nhãn cũng đang nhìn đường Hạo Phi, sau đó đột nhiên bật cười. Trêu anh đấy. Được rồi, mặc dù lời nói không được lạc quan cho lắm, nhưng dù sao độc nhãn vẫn là độc nhãn. Nó không thể nhìn các anh em của mình rơi vào tình cảnh đau buồn và tuyệt vọng như thế được không muốn mọi người bị thời gian biến thành dáng vẻ không biết vui không biết buồn cũng không có bất cứ dao động tình cảm nào thế nên sau câu nói của độc nhãn không khí xung quanh dần trở nên sinh động hơn mặc dù không khí này hơi giả tạo bảy hồn sủng ríu rít trò chuyện mặc dù một số câu từ không thông thậm chí không diễn đạt được ý nhưng cô đơn đã lâu đường hạo phi cũng không thể đòi hỏi nhiều thế nên bữa trưa hôm nay náo nhiệt hơn mọi hôm rất nhiều cho đến khi hồn sủng có sức ăn kém nhất là Lạc Lạc ăn xong bữa thì nhóm hồn sủng cũng chỉ ngồi đó nhìn nhau chứ không bay đi như mọi khi. Đường Hạo Phi thấy thế thì nhướng mày. "Không tìm." Độc Nhãn lên tiếng. "Hả?" Lão Đường không hiểu gì, Victor lập tức bổ sung thêm một câu. "Chúng tôi không tìm nữa, không tìm thấy." Độc Nhãn và Victor thay mặt nhóm hồn sủng nói quyết định cho Đường Hạo Phi biết. Nhìn bảy hồn sủng trước mặt mình, không biết tại sao Đường Hạo Phi lại có một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, anh ta khẽ cười, nghiêm túc hỏi lại một câu. "Thật không?" "Thật." "Tôi nghĩ rồi, vừa nãy chúng tôi cũng đã bàn bạc xong xuôi." Độc Nhãn tiến lên trước hai bước, lên tiếng. "Nếu lão đại biết bao nhiêu năm qua chúng tôi không ngừng tìm kiếm cậu ấy thì chắc là sẽ đau lòng lắm. Thế nên chúng tôi không tìm nữa, chúng tôi muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Chúng ta có thể đi cùng nhau." chờ khi cấp bậc xiền xích mở ra thì đi tìm bạch, sau đó trở về trái đất. Tôi nghĩ sau khi lão đại trở về, nếu không thấy chúng tôi thì chắc chắn sẽ về trái đất tìm chúng tôi. Độc nhãn nói ra ý kiến của nhóm hồn sủng, đừng hạo phi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu. Lựa chọn sáng suốt. Đây không phải là phản bội, cũng không thể nói là không trung thành, độc nhãn để hồn sủng đưa ra quyết định, cũng chỉ là sự thỏa hiệp với hiện thực. Biết rằng không còn cách nào, trong thế giới quan của văn vũ đây là loại hành vi thuộc kiểu ngu xuẩn các hồn sủng không thể nói kế thừa một cách hoàn mỹ phong cách của văn vũ nhưng hơn một nghìn năm thực sự là quá đủ đúng như những gì độc nhãn đã nói nếu văn vũ biết vì sự biến mất của cậu mà những hồn sủng điên cuồng tìm kiếm cậu cả thế kỷ sợ rằng văn vũ sẽ cảm thấy rất khó chịu lúc này mặc dù bảy đứa nhỏ trông có vẻ buồn bã nhưng chúng không còn mơ hồ nữa như thể chúng đã trút bỏ được một gánh nặng lớn Độc nhãn thậm chí còn có tâm trạng treo đùa đường hạo phi. Anh sẽ không để mặt chúng tôi đúng không? Có thể mặc kệ sao, không thể nào. Anh ta là đường hạo phi. Nghĩ vậy, đường hạo phi đột nhiên nở nụ cười, nằm ngửa trên mặt đất, nhìn lên các vì sao. Mày có thấy rằng bầu trời đầy sao hôm nay rất đẹp không? Như trút được gánh nặng, lão đường nằm ngửa trên tảng đá, nheo mắt giả vờ ngủ, trong khi những hồn sủng nhìn dáng vẻ ung dung của lão đường, chúng cũng nằm im trên mặt đất yên lặng như đang nghỉ ngơi chưa bao giờ mảnh đất nhỏ bé này lại có được sự yên tĩnh và dễ chịu đến thế một lúc sau đường hạo phi liền đứng dậy anh ta nhìn bảy hồn sủng trước mặt do dự một chút nhưng vẫn nói vậy là sau này chúng mày sẽ theo đuôi tao rồi đúng không không đâu đó là thái độ của độc nhãn nó không muốn tự tìm cho mình một chủ nhân khác ngoại trừ văn vũ tôi sẽ ở bên cạnh anh Ít nhất là cho đến khi đại ca trở về, có thể coi như tôi trả ơn anh đã chăm sóc chúng tôi trong thời gian này." Victor đã nói như vậy. Cũng có thể sẽ không đi theo đuôi anh đâu, khi quay lại trái đất, chúng tôi có thể đi ra ngoài đi một vòng, dù sao cũng không có việc gì để làm. Vô Diện lần đầu tiên lên tiếng, lời nói của nó cũng đại diện cho thái độ của đám hồn sủng còn lại đi theo đuôi người khác làm cái gì, chả tuyệt hơn khi ở một mình hay sao? nhưng có thể thoải mái hay không thì còn tùy tình huống một khi tình trạng trái đất không ổn, ông chân đường hạo phi nhất định là một lựa chọn sáng suốt, ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy bảy hồn sủng không có ý kiến đồng nhất, đường hạo phi cũng chỉ khẽ mỉm cười. Tính khí này, vẫn không thay đổi, có điều không thay đổi cũng tốt, cũng tốt. Anh ta lại than thỏ, sau đó mới nói dứt khoát. Từng, vì tình hình hiện tại, nên chuyện này tạm thời không nói đến nữa, chúng ta vẫn ở cùng một nhóm vì vậy tao phải thảo luận một số việc với chúng mày anh nói đi viết to nhảy lên vai đường hạo phi đứng thẳng người có ba chuyện một cái tốt một cái không xấu cũng không tốt một cái xấu tao đã nói chuyện với bạch trước đó rồi ông ta hiện đang trốn ở một nơi không xác định tao đã hỏi ông ta ở đâu nhưng ông ta không nói chi tiết có lẽ ông ta không muốn chúng ta làm phiền ông ta nhưng về việc trở về trái đất tao có đã đạt được sự đồng thuận với Bạch. Đợi khi cấp độ xiền xích cấp 10 được phá bỏ, Bạch sẽ tới đón chúng ta về nhà, như vậy vấn đề trở về cũng không có vấn đề gì. Đường hạo phi cứ cho đám hồn sủng ăn một viên thuốc tinh thần trước đã, nghe lão đường nói như vậy, các hồn sủng cũng thở vào nhẹ nhõm được đôi chút. Đây là kết quả tốt nhất ít nhất bọn họ vẫn còn hy vọng về nhà, nếu không có chút hy vọng này, bọn họ sẽ ở trong khoảng không cô đơn này mãi, như vậy sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phát điên mất. Vậy thì nói đến tiến độ cấp độ xiên xích bị phá vỡ đi. Nói đến tiến độ cấp độ xiên xích bị phá vỡ, vẻ mặt Đường Hạo Phi rất phức tạp, không biết nên cười hay nên khóc. Nhìn vào biểu hiện, đây chắc hẳn là một chuyện xấu. Đến hiện tại, theo những gì Bạch nói, cấp độ xiên xích cấp 10 bị phá vỡ chưa đến 20%. 20%. Nghe được những lời này, Victor đột nhiên ngẩn ra, con mắt lo lắng nó nhảy dựng lên một cái mấy hồn sủng khác đều nhìn đường hạo phi dường như đang chất vấn những gì đường hạo phi nói là đúng hay sai đó là hai mươi phần trăm khụ khụ có nghĩa là người ta ước tính rằng chúng ta sẽ phải đợi vài nghìn năm trước khi chúng ta có thể quay trở lại trái đất nói đến con số ngàn năm đường hạo phi hiển nhiên càng thêm trầm mặc mấy hồn sủng cũng im lặng lúc sau viết to nhẹ nhàng nói nếu nghĩ về mặt tốt đẹp tốc độ này cũng có nghĩa là trái đất đã không có chuyện gì lớn xảy ra. Sau khi tôi quay trở lại, thế giới vẫn là thế giới đó và những người quen thuộc vẫn ở đó. Victor nói rồi lại im lặng. Đối với tin tức này, tất cả mọi người tại đây nghe xong trong lòng đều rất phức tạp. Một mặt là trôi giạt cô đơn giữa khoảng không bao la này, mặt khác là hoàn cảnh của trái đất để bọn họ lựa chọn. Bọn họ cũng rất khó lựa chọn. Nhưng thực ra những gì mày nói có chút sai, chuyện liên quan đến thế giới vẫn là thế giới đó, và những người quen thuộc vẫn ở đó. Lúc này, giọng điệu của đường hạo phi càng lúc càng trầm hơn, anh ta liếc nhìn những hòn sủng vẫn đang im lặng, cắn răng nói lời cuối cùng. Cái này. Lão đường lấy từ trong những không gian ra máy liên lạc với Frank, ấn ấn hai cái. Nó không dùng được. Nói xong, lão đường chỉ muốn đập nát cái máy liên lạc, nhưng rồi lại do dự, đặt máy liên lạc vào lại trong những không gian. Không dùng được. Ý anh là gì? Lúc này, Victor đột nhiên dựng hết lông lên, nó nhìn chầm chầm đường hạo phi, ánh mắt lộ ra vẻ run rẩy. Victor, hồn sủng thông minh nhất, đã nghe thấy điều gì đó tồi tệ từ những lời nói của đường hạo phi. Trước ánh mắt muốn ăn thịt người của Victor, đường hạo phi nuốt nước bọt rồi thì thầm. Khoảng 50 năm trước, máy liên lạc này đột nhiên không hoạt động không phải do pin đã hết hoặc tín hiệu kém dù sao thứ này cũng là do phòng nghiên cứu yến kinh sáng tạo ra mà chỉ là frank không nghe điện thoại tao không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên đó đường hạo phi vừa nói vừa liếc mắt lén nhìn các hồn sủng chỉ thấy victor và sáu hồn sủng khác có biểu cảm khác nhau nhưng nhìn chung đều là rất ngạc nhiên chỉ có độc nhãn vẫn nằm trên mặt đất vẫy đuôi làm biến độc nhãn victor ngay lập tức hiểu ý của đường hạo phi nó nhìn độc nhãn và hét lên một lạnh lẽo. Nghe thấy tiếng mắng của Victor, độc nhãn ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống, một lúc sau, độc nhãn mới ậm ừ. 50 năm, 50 năm trước lão tử đây đã chả còn tin vào điều đó nữa rồi, được rồi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao, trái đất nhất định có điều gì đó không ổn rồi, bao gồm Frank, đường hạo, cả phân thân của tao nữa, thậm chí là cả con rối linh hồn, đều xảy ra chuyện rồi. Độc nhãn than thở, hờ hững, Victor đột nhiên lo lắng khi thấy điều này, nó nhảy ra khỏi vai đường Hạo Phi, dùng móng vuốt cật lấy cái đuôi của độc nhãn. Sao mày không nói chuyện này sớm hơn? Có ích gì đâu. Chúng ta còn có thể trở về. Nghe được những lời nói của độc nhãn, Victor giơ móng vuốt nằm lấy đuôi của độc nhãn, nó do dự nhìn bộ dạng của độc nhãn như nhìn một con cá muối, cuối cùng chửi mắng. Mẹ mày cái con chó ngu ngốc, nói thật cái gì cơ chứ? Sau khi chửi bới xong, Viết to lập tức chán nản, gục đầu nhảy trở lại vai phải của Đường Hạo Phi, thấp giọng thở dài. Anh cũng vậy, sao anh không nói sớm hơn? Đường Hạo Phi nở một nụ cười gượng gạo. Vậy thì tao sẽ nói một câu thật thà được chứ? Cút! Bầu không khí như ngừng lại. Một lúc sau, cho đến khi Độc Nhẫn mở lời phá vỡ sự im lặng. Bạch đâu, ông ta không có tin tức sao? Đường Hạo Phi lắc đầu. Bạch không nói gì cả cả ngày cứ thần thần bí bí, tao cũng không biết ông ta đang làm gì, chuyện này tao cũng đã tìm ông ta nói chuyện, nhưng rồi ông ta lại chuyển chủ đề sang chuyện khác. Trên thông tin tình báo cuối cùng bị cắt đứt, đột nhiên mọi người lại có cảm giác bị thế giới bỏ rơi, cho đến khi độc nhãn lại nói. Đừng lo lắng, đừng hoảng sợ, đừng lo lắng về những gì xảy ra, chúng ta có thể làm điều đó khi chúng ta quay trở lại. Bây giờ suy nghĩ về những điều này có nghĩa gì đâu, không bằng chúng ta tập trung lại vào chuyện thứ hai đi. Theo những gì lão đường nói, chúng ta phải ở trên khoảng không đầy sao này hàng nghìn năm, chúng ta không thể chỉ nằm ở đây, đúng không? Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì. Nghe được những lời nói của Độc Nhãn, tất cả mọi người đều im lặng. Sau khi từ bỏ việc tìm kiếm Văn Vũ, thì một điều tồi tệ hơn đã xuất hiện. Không ai biết họ nên làm gì. Có nhiều lúc, gánh nặng cũng chính là một sự cứu rỗi, còn có gánh nặng đi tìm Văn Vũ lão đường cùng mấy hồn sủng còn có cái để làm không còn gánh nặng đi tìm văn vũ trên mặt ai cũng hiện lên chữ cá ương rõ ràng tao không biết đường hạo phi đúng là quá thật thà nói một là một hai là hai cũng không quan tâm hiện tại chính anh ta đang là trụ cột của tất cả mọi người tôi sẽ đến hư không và tìm kiếm các vật chất kim loại liên lạc với phân thân ở trái đất cũng đã mất rồi tôi cần phải luyện thêm một cái nữa độc nhãn nói như vậy rồi đi đến trước mặt Đường Hạo Phi, giơ tay ra, rồi lại nói: "Đưa cho tôi một cái máy liên lạc, để giữ liên lạc bất cứ lúc nào, như vậy mới có chút cảm giác liên kết với nhau." Đường Hạo Phi gật đầu khi nghe Độc Nhãn nói những lời đó, làm theo những gì Độc Nhãn nói. "Tôi sẽ đi với Độc Nhãn." Tinh ngẩn đầu lên, nhìn Độc Nhãn. "Cái đó, không ngại thì cho tôi tham gia với." Y đi ra múa tám xúc tu của phần thân dưới, yếu ớt hỏi: Nghe vậy, độc nhãn vẫy tay. Đi. Sau khi hồn sủng độc nhãn, tinh và Ibira rời đi, lạc lạc cũng đứng dậy. Tôi sẽ ở lại đây và nuôi dưỡng đàn kiến của tôi trong thần quốc. Bản thân là ý chỉ của quần thể, lạc lạc rất bận, những người khác không có việc gì, nhưng nó có việc phải làm, sau khi rời khỏi trái đất. Lạc Lạc đã đóng gói cả đàn kiến của mình trong thần quốc và mang đi, một thiên niên kỷ đã trôi qua, cũng không biết đàn kiến của Lạc Lạc đang phát triển như thế nào. Có lẽ quy mô của đàn kiến đã lớn và mạnh mẽ hơn trước rất, rất nhiều. Chà, nghiêm túc mà nói, so với những hồn sủng khác, sự tăng trưởng sức mạnh của Lạc Lạc có thể nói là lớn nhất, bởi vì nó không bị hạn chế bởi các điều kiện bên ngoài. Nếu bản thân mang theo cả một thế giới bên mình, còn sợ cái gì cơ chứ? Tôi sẽ đi cùng quái vật Baru, chúng tôi sẽ đến tổ hư không của Ác Linh, tọa độ được thiết lập ở đây, cũng sẽ tương đương với việc ở lại đây với Lạc Lạc người mở miệng chính là vô diện lúc này vô diện biến thành bộ dáng của văn vũ đứng bên cạnh quái vật ba ru cùng quái vật ba ru gắn bó mật thiết với nhau trí thông minh của quái vật ba ru khá thấp cần sự chăm sóc của người khác trong hàng thiên niên kỷ qua quái vật ba ru đã đứng đằng sau vô diện mối quan hệ này vẫn tiếp tục cho đến nay có thể hình dung rằng tình trạng này chắc chắn sẽ tiếp tục về sau nó như anh trai chăm sóc em trai đây là điều nên làm còn ba kẻ ở trên kia đều không thuộc về những thể sinh mệnh sống thông thường, họ đã đưa ra quyết định, đối với họ mà nói đó chính là lựa chọn tốt nhất. Victor nhẹ gật đầu, liền để lại máy giao tiếp và dấu vết tọa độ, sau khi hoàn thành công việc, ba hồn sủng lóe lên rồi biến mất tại chỗ, những tảng đá vốn dĩ đang rất náo nhiệt, lúc này chỉ còn lại mỗi Victor và đường hạo phi. Vậy, chúng ta sẽ làm gì đây? Đường hạo phi sững sờ hỏi, Victor đột ngột thở dài khi nghe những lời đó. Bây giờ không biết ai đang chăm sóc cho ai. Tùy tiện chọn một hướng đi, chúng ta cứ đi loanh quanh bà nó đi, xem xem có làm được gì không. Victor trận trắng mắt, rồi nói với đường hạo phi một câu như vậy. Sau khi nhóm độc nhãn, Tinh và Ibira rời đi, nhóm lạc lạc, vô diện và quái vật Baru ở lại chỗ cũ, sau đó thì đường hạo phi và Victor cũng đã sẵn sàng rời đi. Mặc dù Victor nói đi đại một hướng, nhưng nó không thực sự làm điều đó sau một cuộc thảo luận ngắn giữa một người và một con mèo nó vẫn tìm được một mục tiêu nho nhỏ đi tìm bạch đúng vậy cái tên thần bí không biết đang làm gì này hỏi ông ta trái đất xảy ra chuyện gì không nói lời nào đường hạo phi thật không chịu nổi vợ và các con của anh ta vẫn còn trên trái đất bây giờ mất liên lạc hết một khi đường hạo phi còn cần chăm sóc những hồn sủng anh ta đương nhiên không rảnh thời gian đi tìm bạch nhưng bây giờ như trút được gánh nặng Đường Hạo Phi nói gì cũng phải đi tìm Bạch nói cho rõ. Về vấn đề này, Victor đương nhiên ủng hộ, nó cũng muốn xem Bạch đang làm cái quái gì. Đường Hạo Phi lấy máy liên lạc ra và quay số liên lạc của Bạch, khi liên lạc được kết nối, giọng nói của Bạch phát ra từ bên trong. Chuyện gì vậy? Ông bây giờ ở đâu? Đường Hạo Phi rất thẳng thắn, liền hỏi thẳng luôn Bạch đang ở đâu. Trên một hành tinh, tôi không biết chính xác nó ở đâu. Bạch cũng là một tên tinh ranh, nói một nửa giữ lại một nửa, căn bản không chính diện trả lời câu hỏi của đường Hạo Phi. Từng, vậy tốt, chờ đến khi cấp độ xiền xích được phá bỏ, đừng có quên đến đón tôi. Quên sao được, đừng lo lắng. Sau cuộc nói chuyện, Bạch ở đầu dây bên kia cúp liên lạc. Còn Victor, đứng trên vai đường Hạo Phi, lắng nghe câu hỏi và câu trả lời của hai tên này, lo lắng gãi gãi đầu gãi má, như hận không thể cào chết tên đường Hạo Phi này vẫn còn nói chuyện phím như thế này, anh hỏi thế, ông ta có thể cho anh biết ông ta đang ở đâu sao, thật như đùa. Victor giận dữ phàn nàn. Vừa muốn thay đổi một kế hoạch, nhưng lại thấy đường hạo phi lấy ra một chiếc la bàn khác từ những không gian. Anh ta mở mặt số, kim chỉ bên trong quay, đường hạo phi nhìn chầm chầm mặt số một lúc lâu, sau đó quay đầu lại cười với Victor. Tao không thực sự ngu ngốc đâu, trước khi rời khỏi trái đất tao đã để lại một thiết bị định vị trong máy liên lạc của bạch tao vừa gọi điện chỉ để xác nhận xem bạch có bỏ máy liên lạc hay không thôi bây giờ tên này đừng hồng mà chạy được đường hạo phi nói như vậy rồi khoanh hai tay trước ngực làm ra vẻ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát viết to trận trắng mắt cho đến khi lão đường lại lên tiếng nắm chặt vào ngay khi giọng nói vừa dứt bóng dáng của lão đường đã bay vọt đi bầu trời đầy sao bao la và rộng lớn Victor nằm trên vai đường Hạo Phi, bốn chân bấu chặt vào bộ quân phục của đường Hạo Phi, còn đường Hạo Phi chỉ lao nhanh về phía trước. Đương nhiên không cần nói đến thực lực của lão đường, mấy ngàn năm mỗi năm lại làm mới quyết chiến sinh tử một lần, đến bây giờ, thực lực của lão đường cũng không còn biết là ở trình độ nào nữa. Không gian cứ liên tục vút qua, lão đường và Victor chập chờn như những bóng ma trong khoảng không, đi càng lúc càng xa. Khoảng cách với Bạch cũng ngày càng gần. Tuy nhiên, hư không vô tận vẫn là hư không vô tận. Ngay cả với sức mạnh của Đường Hạo Phi, anh ta và Victor cũng phải mất hơn 3 năm mới đến gần vị trí của Bạch. Chính là ở đây. Đường Hạo Phi cất thiết bị định vị trong tay và chỉ vào tinh cầu khổng lồ xuất hiện trước mặt anh ta và Victor, nghe vậy, Victor lập tức chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, một tinh cầu màu vàng đất đang không ngừng quay, nơi này cách xa những hành tinh trong hệ thống thiên hà này rất xa ánh sáng không đủ khiến nơi này lộ ra vẻ lạnh lùng đầy chết chóc anh có chắc không victor hỏi đầy hoài nghi vì sao bạch lại chọn một tinh cầu như này để trú ẩn ví dụ trang bị định vị không vừa tao thì bạch chính xác là ở đây nói xong đường hạo phi trấn an victor sau đó lao về phía hành tinh màu vàng đất trước mặt chiến sĩ rơi từ độ cao này xuống như một ngôi sao rơi xuyên bầu trời xuống đất bộ quân phục cọ sát với bầu khí quyển mỏng manh trên hành tinh màu vàng đất này, giải phóng các ion điện màu xanh nhạt, khi Đường Hạo Phi từ trên trời hạ xuống đất, bộ quân phục chiến đấu của anh ta đã hoàn toàn biến thành tro bụi. Anh ta chậm rãi tìm trong những không gian, chuẩn bị đổi cho mình một bộ đồ mới, trong khi Victor nằm trên vai lão Đường, không ngừng nheo mắt nhìn và đánh giá thế giới này. Nồng độ oxy trong không khí không cao, chứa nhiều tạp chất, đất càng cỗi, không có giá trị trồng trọt. Theo quan điểm của Victor, đây là thế giới bỏ đi, không thích hợp cho sinh mạng của trái đất tồn tại và sinh sống ở đây. Tuy nhiên, cường giả cấp 11 vẫn thuộc về một sự tồn tại phi thường. Một người và một con mèo đứng yên một lúc, cho đến khi mặt đất bên dưới đột nhiên nứt ra, sau đó, một con dung đất dường như to gấp trăm, gấp ngàn lần chui ra khỏi đất, nó há cái miệng to khổng lồ, một phát nuốt luôn đường hạo phi và viết to vào bụng. Tiếp theo đó là một trận động đất cực lớn, rồi con dung đất chui vào lòng đất, cát và đá bay khắp nơi, trong nháy mắt, lão đường và vít to biến mất tại chỗ. Mặt đất rung chuyển liên tục, con dung đất khổng lồ đã ăn thịt vít to và đường hạo phi đang di chuyển về phía trước trong lòng đất. Cơ thể trơn trượt, chất nhận kinh tẩm, bốc mùi khó chịu, sinh vật xấu xí này trông gớm ghiếc và ghê tẩm, nhưng chắc chắn dưới lòng đất chính là sân nhà của nó. Dung đất di chuyển nhanh chóng dưới lòng đất, chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã đến một hang động tự nhiên, cái hạng động thông ra khắp nơi, dường như còn có thể nghe thấy cả tiếng gió rít. Đến đây, con dung đất muốn thay đổi một động tác khác, nhưng cơ thể nó co rút lại một cách đáng sợ. Giống như lò xo đột ngột rút lại sau khi bị kéo căng, lực rất lớn khiến con dung đất không chịu nổi mà cuộn tròn người hai lần, dường như nó đã bị thương. Cho đến khi một làn sóng tinh thần đột ngột từ sâu trong hang động truyền đến. Yên lặng. Giọng nói trong trẻo, như chứa đựng uy lực tối cao, cả thân thể dung đất trung lên, lập tức đứng im chịu đựng cơn đau. Giọng nói lại vang lên. Có bạn bè từ xa đến, hoan nghênh. Không có bất cứ động tĩnh nào cả. Bầu không khí như đông cứng lại, cho đến khi có tiếng ầm ầm từ sâu trong hang, vô số con dung đất khổng lồ từ trong hang bò ra, trên đầu con dung đất lớn nhất phía trước là bạch, mặc một cái áo choàng màu trắng, đứng một mình, với một biểu cảm phức tạp, lúc sau, lại như đang miễn cưỡng kìm nén lại không nở nụ cười. Tôi nói hai người, hai người còn muốn trốn bao lâu, trong bụng người ta chơi đùa, vui vẻ hạnh phúc ấm áp lắm hả? Toạt! Như thể đáp lại lời nói của Bạch, con dung đất đã nuốt chững lão đường và viết to ngay lập tức phát nổ, chất nhầy phun ra, bắn hết lên mặt Bạch. Tôi chỉ muốn xem ông định giả vờ như nào thôi, tôi nói nè Bạch, ông chơi đùa như vậy chả hay ho gì đâu. Viết to cào nhào, còn trên người của lão đường xuất hiện sấm sét khi ánh sáng của sấm sét quét qua bụi bẩn trên người cả hai lập tức biến mất nhìn cách xuất hiện của hai kẻ này tại hiện trường vẻ mặt của bạch lập tức trở nên khó coi ông ta lấy tay lau sạch bụi bẩn trên người rồi liếc mắt nhìn đường hạo phi và viết to vậy hai người đang làm gì ở đây chỉ để xem xem ông thế thế nào lão đường cười toe toét lộ ra cái miệng đầy răng trắng gãi gãi đầu trả lời lại một cách ngớ ngẩn bộ dạng này của đường hạo phi thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bạch cũng hết cách với đường hạo phi, ông ta chỉ khẽ lắc đầu. Tôi sống rất tốt, hai người cũng thấy rồi đó, vì vậy, hãy vui vẻ mà rời đi đi. Dứt lời, Bạch đã lập tức điều khiển những con dung đất khổng lồ quay trở về trong hang động, ai dè đường hạo phi lại lao đến, anh ta mang cả viết to đến bên cạnh Bạch. Sao ông lại bận như vậy, không phải nói sẽ tiếp đãi chúng tôi một lúc hay sao? Lúc này, đường hạo phi mật dày đến bên cạnh Bạch, Bạch đột nhiên trở nên lo lắng khi nhìn thấy điều này. Nhưng đánh thì lại đánh không lại. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Bạch chỉ thở dài một tiếng. Sau khi hai người rời đi, tôi tự tìm một phương hướng, rồi tự do tôi theo, dù sao cậu cũng biết trong khoảng thời gian dài này nếu không tìm được việc gì làm, rất dễ khiến người ta phát điên. Tôi đã đi lạc như thế này hơn 200 năm, và tôi đã tìm thấy nơi này hệ sinh thái ở đây rất kỳ lạ không có thảm thực vật nhưng lại có động vật chà chính là loại dung đất khổng lồ này chúng ăn đất và trí thông minh của chúng cũng cực kỳ thấp nhưng thực sự trong hoàn cảnh của chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều mặc dù trí thông minh thấp nhưng vẫn hơn một vật vô tri vô giác ít nhất trong quá trình đào tạo lâu dài của tôi chúng đã có thể hiểu được những từ vựng đơn giản mặc dù yếu đuối y quy lại thấp nhưng cũng có thể coi có bạn đồng hành trong khi bạch đang nói chuyện Ông ta lấy từ những không gian đồ uống cho lão đường và Victor, lão đường và Victor cứ thế ngồi trong một hang động, nghe Bạch nói chuyện phím. Nghe những chuyện đã xảy ra với Bạch, đường hạo phi vẫn thấy may khi anh ta có đi cùng những hồn sủng, còn Bạch sợ là chỉ cô đơn một mình. Nhưng về vấn đề này, Victor chỉ có thể nói rằng đường hạo phi còn quá non. Nếu tên Bạch này mà nói thật, Victor đưa đầu ra cho mà đá bóng luôn. Nói thật đi. Victor nói bình thường nói. Bạch thì nở một nụ cười ngượng nghịu. Đấy là sự thật. Tôi tin được ông chắc, hay là nói chuyện khác đi, ông giúp tôi giải thích một chút đi, tình hình trung tâm thế giới này là như thế nào vậy? Nghe được bốn chữ trung tâm thế giới, đường hạo phi ngơ ra, nhìn bạch gương mặt đang ngại ngùng, rồi lại nhìn về phía viết to gương mặt rất thoải mái thư giãn, không nhịn được mà phán tán nhận biết, hướng sâu vào bên dưới lòng đất. Mặc dù tinh cầu này rộng lớn, nhưng nhận biết của đường hạo phi còn rộng lớn hơn gần như ngay lập tức, đường hạo phi đã nhìn thấy trung tâm của thế giới này, nguyên vẹn không thiếu gì, nhưng phần bên ngoài được bao phủ bởi các phong ấn chữ rung phức tạp, dao động năng lượng phát ra từ những phong ấn chữ Trung này cực kỳ thấp, đó là lý do tại sao đường hạo phi lúc đầu không hề nhận ra được nguyên nhân của sự kỳ lạ ở đây. cái này, đường hạo phi hít sâu một hơi, gãi gãi đầu, giọng điệu không thiện cảm cho lắm hỏi bạch, cái tên này lại lừa tôi rồi làm sao có thể nói đây là một lời nói dối. Những gì tôi nói đều là sự thật, chả qua nó thiếu đi một chút chứ mấy. Thấy hành động của mình bị bại lộ, Bạch Trơ Trẻn giải thích tự bảo vệ mình, nhưng... Ông ta nói cũng không sai. Đường Hạo Phi lúc này không biết nói gì, nhưng viết to thì ngáp một cái. Nói một nửa, giữ lại một nửa, đúng là phong cách của Bạch, thảo nào ông không muốn chúng tôi đến tìm ông, đúng thật là ở đây ăn thơm uống cay mà ông ta cũng giống y như chúng ta, không có tốt hơn đâu. Đường Hạo Phi sửa lỗi trong lời nói của Victor, nhưng chỉ thấy Victor vỗ trán. Đồ ngốc, dùng mông nghĩ cũng biết tên này muốn làm cái gì. Nó chính là muốn nuốt chửng trung tâm của thế giới này và trích xuất nguồn sức mạnh bên trong để sử dụng cho riêng mình đấy. Nghe Victor giải thích, lão đường ngơ cả ra, nhìn bạch với ánh mắt tò mò rồi nhẹ nhàng nói. Tại sao tôi không biết ông còn có khả năng này? có rất nhiều điều cậu không biết bạch thì thầm trong lòng nhưng mắt lại dán vào victor đến bây giờ bạch cũng đã thấy cái nhóm một người một mèo này người quyết định là victor cho đến khi victor từ trên vai đường hạo phi đứng dậy trụ lớp lông đen trên người nó nheo mắt duỗi người ra nhìn bạch rồi nói cái đạo lý gặp nhau rồi thì nên cùng nhau chia một nửa chắc ông cũng hiểu chứ tôi không muốn một nửa chúng ta có ba người vậy chia ba đi nghe vậy Đường Hạo Phi lập tức tự tác vào mặt mình, tươi cười như một đứa trẻ to béo ngờ nghệt. "Xuất sắc, tuyệt vời, mọi người đều có phần." P. Nhìn Đường Hạo Phi và Victor đang vô cùng thích thú bàn bạc việc phân chia sức mạnh căn nguyên này, Bạch bây giờ đến một câu chửi cũng không thể nói ra được. Ông ta đỏ mặt nhìn hai tên cướp bằng ánh mắt xấu xa, nhưng nghĩ đến thực lực của bản thân và thực lực của Đường Hạo Phi, lúc này, Bạch vẫn thở một hơi, bất lực gật đầu lần này đang rất hào phóng đây. Tuy nhiên, lúc này, Victor đột ngột nhìn Bạch, ánh mắt tinh anh nhìn đến khi da đầu Bạch như nóng rang lên đến nơi, Victor mới nói. Không cần tiếc, đừng hạo phi có thể không biết ông là cái thứ gì, nhưng tôi có thể không hiểu sao. Nó chẳng khác gì một phân thân, tinh cầu này chắc chắn chỉ là một trong số những tinh cầu mà ông tìm thấy, chúng ta chỉ cần 2 phần 3 sức mạnh căn nguyên của trung tâm hành tinh này, điều này đã rất khách sáo với ông rồi. Sau cùng, Victor nhảy lên vai Bạch. Tôi không quan tâm ông ở những nơi khác thu được bao nhiêu, nhưng ở đây nhất định phải chia sẻ một chút lợi ích chứ, coi như đó là phí bịt miệng đi, sao hả? Câu này nói ra không vấn đề gì chứ. Nghe được lời nói của Victor, sự tức giận khi nãy của Bạch đã thay đổi, ông ta mỉm cười nhìn Victor và Đường Hạo Phi, đồng thời từ từ giơ tay phải ra. Vậy thì thỏa thuận như vậy nhé. Một lời đã định. Chỉ có Đường Hạo Phi ngây ngốc nhìn Bạch dường như không hiểu phân thân là cái gì. Bạch chỉ có một kỹ năng. Động thiên ngũ hoa. Lấy ngũ tạng làm thần, hóa thành phong ấn, hấp thu năm cường giả, mượn sức mạnh. Kỹ năng này không những không hề yếu, mà tiềm năng tăng trưởng cực kỳ cao, lại linh hoạt, ngoài di sản mà Bạch có được từ đại thế giới tiên hiệp thì ngũ hoa động thiên này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bạch có nhiều chiêu thức như vậy. Đường Hạo Phi không biết hệ thống kỹ năng này của Bạch, nhưng Văn Vũ biết mà Văn Vũ biết, Victor đương nhiên cũng biết. Khi Bạch nuốt Diệp Nam, Văn Vũ đã đại khái đoán được tác dụng của hệ thống kỹ năng mà Bạch có, còn sau đó, Bạch lại nuốt chững ác cát và một thể quái vật Baru nhỏ nói cách khác, Bạch chắc chắn sẽ có khả năng như quái vật Baru là sản xuất ra các phân thân theo lô. Mặc dù Victor không có cách để phân biệt được đâu là chủ thể đâu là phân thân, nhưng khi nãy, nó chỉ đột nhiên thử một chút, lại khiến Bạch tự lộ thân phận. Bạch này thực sự chỉ là một phân thân. Nói cách khác, Bạch vẫn còn vô số phân thân không biết đang ở đâu. Nhưng Victor không nghĩ quá sâu về điều này, thứ duy nhất nó có thể theo dõi là phân thân này, những phân thân khác nằm ngoài tầm của Victor và đường hạo phi. Đây cũng có thể là lý do sâu xa khiến Bạch thoải mái tiết lộ ông ta giờ đây là chỉ một phân thân. Cái trận pháp này được tôi đặt tên là tinh cầu thôn giải, chủ yếu nhằm vào căn nguyên địa tâm của một tinh cầu nào đó. Trên đường đến căn nguyên địa tâm của nơi này, Bạch giải thích toàn bộ câu chuyện bằng một giọng nói rất bình tĩnh. Hai người biết đấy, sau khi thăng cấp 11, sức mạnh căn nguyên trong cơ thể sẽ không có gì thay đổi, điều này hoàn toàn không dựa vào thể chất cơ thể. Cũng không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào đã biết để cải thiện. Thực ra sau khi đạt đến cấp 11, thể chất cơ thể và sức mạnh căn nguyên được tính là hai hệ thống, thể chất cơ thể và kỹ năng được coi là một cách thông thường, sức mạnh căn nguyên coi là con ác chủ bài. Vô số cường giả cấp 11 đã nghiên cứu cách tăng lượng sức mạnh căn nguyên của bản thân, dù sao cái này cũng khá thú vị, nhưng nghiên cứu đi nghiên cứu lại, cũng chỉ tìm được một cách duy nhất. Nó đang nuốt chửng cho dù là nuốt chửng kẻ thù cùng cấp 11 hay căn nguyên địa tâm của một thế giới, nhưng tất nhiên, hai thứ này thực sự có sự khác biệt về số lượng, so với cường giả cấp 11 thì tinh cầu có nhiều hơn, rất nhiều rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận một điểm, không có nhiều tinh cầu có căn nguyên địa tâm, điều này cần có một điều kiện tiên quyết, đó là phải có một hệ sinh thái tối thiểu trên tinh cầu, hệ sinh thái càng phát triển, căn nguyên địa tâm của tinh cầu sẽ càng mạnh mẽ. Tôi không ngại nói với hai người sự thật, một tinh cầu có đủ sức mạnh căn nguyên đã là mục tiêu của ma tộc và chủ nhân từ rất lâu trước đây, những gì chúng ta ăn bây giờ chỉ là thức ăn thừa và những bữa ăn nguội lạnh do chúng để lại, sau khi tôi rời đi, tôi đã tách ra 9999 phân thân nhưng chỉ tìm thấy không đến 10 tinh cầu có sự sống. Đây là một trong số chúng. Nói đến đây, Bạch Đột Ngột quay đầu lại và mỉm cười. Hai người thật may mắn, đây coi như hồi báo của sự may mắn cho hai người, bây giờ hai người có thể hưởng rồi. Dù sao, với kích thước của tinh cầu này, cho dù sức mạnh căn nguyên có nhỏ đến đâu, cũng đủ để chấn bất kỳ ai. Sau khi nói xong, hai người và một con mèo đã đến gần căn nguyên địa tâm của tinh cầu này. Phía trước là một quả cầu phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Quả cầu ánh sáng không lớn, nhỏ hơn nhiều so với căn nguyên tâm địa, năng lực căn nguyên còn lại trong đó cũng không nhiều lắm, đại khái tương đương với một phần trăm căn nguyên tâm địa của trái đất. Nhưng dù vậy thì số lượng đó cũng vô cùng kinh người, đối với viết to mà nói thì đúng là như vậy. Còn đường hạo phi, tên này đã lấy mất một nửa năng lực căn nguyên trong căn nguyên tâm địa. Gã này bây giờ thực sự là một phú hào. Thế nên, khi Bạch và Victor cẩn thận quan sát căn nguyên tâm địa thì đường Hạo Phi lại đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Đối với anh ta mà nói, cái này có cũng được không có cũng không sao. Một lát sau, đường Hạo Phi đột nhiên trợn trừng mắt, hung hăng quay đầu nhìn về phía Bạch. Mẹ kiếp, suýt chút nữa đã quên mất chuyện chính. Bạch lão đảo một chút, sau đó mới quay đầu nhìn đường Hạo Phi, chỉ thấy đường Hạo Phi cố ý làm ra vẻ mặt ảm đạm, trong giọng nói không có chút thiện ý nào. Trái đất, bây giờ trái đất thế nào lần trước tôi hỏi ông vấn đề này thì ông né tránh bây giờ dù thế nào đi nữa thì ông cũng phải trả lời rõ ràng cho tôi hả cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây tôi không ở trái đất cũng không có hệ thống tình báo bạch chậm rãi trả lời rõ ràng là đang tìm cớ đường hạo phi không chịu bỏ qua anh ta vươn tay về phía bạch tôi không tin ông đưa trang bị liệt giới cho tôi không có Trang bị liệt giới không ở chỗ tôi. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là phân thân, phân thân làm sao có thể cầm thứ đồ quan trọng như vậy chứ. Lời này, nói cũng có lý. Đường hạo phi nhất thời không biết phải nói như thế nào, anh ta gấp đến mức vò đầu bức tai. Thế là lão đường lại nhìn sang Victor. Victor chỉ biểu môi một cái. Vẫn chưa phát hiện ra à. Ông ta không muốn nói với anh đề tài này. Chắc chắn ông ta đã làm chuyện gì đó trên trái đất. Một cái nồi to đùng chụp thẳng xuống đầu Bạch, nhưng điều đáng ngạc nhiên là ông ta không hề phản bác. Bạch chỉ cười, trông như có thể tùy tiện giết người bất cứ lúc nào. Đường Hạo Phi và Victor lập tức nhìn nhau, lát sau, Victor lên tiếng. "Chúng ta tạm thời không nói chuyện về vấn đề này nữa, chờ khi trở về trái đất thì sẽ tính toán tất cả. Bây giờ có nói cũng không khai thác được điều gì." chẳng lẽ bọn họ có thể giết phân thân này chắc. Cũng có thể giết, nhưng giết cũng chẳng có tác dụng gì. Bạch vẫn duy trì gương mặt tươi cười, không nói câu nào. Mãi đến khi Victor quay lại chủ đề căn nguyên tâm địa. Bây giờ chúng ta tính xem dùng thứ này như thế nào đi. Những phù ấn phức tạp trên đại trận thôn giải tinh cầu, nuốt chửng tinh cầu, có năng lượng vô cùng khủng bố, cũng coi như một trong những con ác chủ bài của đại thế giới tiên hiệp nhưng những đồ vật mà có kỹ thuật càng cao thì người được hưởng thành quả lại vô cùng dễ dàng ví dụ như đại trận thôn giải tinh cầu trước mặt này hấp thu năng lực căn nguyên theo cách nguyên thủy nhất khi bạch và victor chạm lên phù ấn nào đó của đại trận thì đại trận thôn giải tinh cầu đột nhiên lóe sáng sau đó những tiếng rầm rầm không ngừng vang lên victor chỉ cảm thấy một luồng năng lực căn nguyên nồng đậm đang mạnh mẽ chui vào trong cơ thể mình chỉ đơn giản như vậy hiểu chưa bạch hỏi sau đó thu hồi tay lại một luồng năng lực căn nguyên dũng mãnh chảy vào trong cơ thể nhìn thì có vẻ rất nhiều nhưng đối với tổng số năng lực căn nguyên của tinh cầu này thì chỉ là con số nhỏ mà thôi cách thức hấp thụ này là một quá trình rất dài bạch cũng không cần phải vội vàng theo cách này thì đối với victor mà nói thì một phần ba cũng không phải con số nhỏ thế nên victor cũng không sốt ruột nó cũng thu móng vuốt về chỉ là nhân lúc bạch và đường hạo phi không để ý ánh mắt vừa rồi còn mơ hồ của nó lập tức nhìn về phía căn nguyên tâm địa. Chỉ trong giây lát, Victor đã cảm nhận được có một cố dao động cổ quái xuyên qua tim. Phiêu lưu giữa tinh không là một chuyện vô cùng cô đơn, nhưng có những người anh em làm bạn thì cuộc sống cũng không đến mức không thể nào vượt qua. Mặc dù gian nan nhưng cũng không đau khổ. Từng, nếu có một đối thủ có thể cãi nhau ngang tài ngang sức với mình thì cuộc sống còn càng thêm thoải mái. Độc nhãn bỗng nhiên nhớ đến Victor không biết bây giờ viết to thế nào rồi. Độc nhãn đang suy nghĩ thì đất dưới chân bỗng nhiên rung rẩy, sau đó vô số vết nứt xuất hiện, dung nham phun trào, vô số kim loại bị dung nham nấu chảy thành nước, tất cả mọi thứ thu hút sự chú ý của độc nhãn. Ở phía xa, có một quả cầu kim loại bao trùm bầu trời đang xoay tròn, nó trông giống như một khối u bám trên bầu trời. Việc mất liên lạc với phân thân trên trái đất đối với độc nhãn mà nói là một tổn thất, nhưng nói nghiêm túc thì chuyện này cũng không phải một tổn thất quá lớn tất cả mọi cấu trúc hồ sơ cấu tạo của máy móc thiên địch đã được độc nhãn lưu lại cũng ghi nhớ hết mọi cấu tạo đặc biệt lúc nào cũng có thể tùy ý biến hóa từ những vật chất kim loại bình thường thế nên ngoại trừ việc tổn thất một số lượng lớn vật chất thì độc nhãn cũng không chịu hao tổn nào mà đối với độc nhãn hóa thành máy móc thiên địch mà nói thì một chút vật chất đó cũng chẳng thấm vào đâu bởi vì ở nơi tinh không vô tận này, sự sống thì ít nhưng kim loại vật chất lại nhiều đến không thể nhiều hơn. Cũng giống như hành tinh dưới chân Độc Nhãn lúc này. Khi mặt đất nứt ra, Độc Nhãn lập tức hấp thụ những nguyên tố kim loại. Một số lượng lớn vật chất biến mất khiến tinh thể này rung lên từng hồi. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Tinh thể hóa thành bụi bặm. Trong đống bụi bặm, một con chó màu trắng bạc có kích thước chỉ bằng bàn tay dần dần tách khỏi khu vực hoang phế này ở tinh cầu bên cạnh cũng vang lên tiếng rồng gầm tinh và ibira tung cánh bay tới lát sau đã đến bên cạnh độc nhãn tinh nhìn độc nhãn đang lơ lửng bên cạnh nhìn như một hành tinh kim loại tinh khiết thì mấy lời than thở oán giận lập tức biến mất từ khi đồng hóa với máy móc thiên địch thì sức mạnh của độc nhãn đã không còn dựa vào tố chất thân thể nữa bây giờ tinh cũng không biết độc nhãn mạnh đến mức nào nó chỉ cần biết mình đánh không lại độc nhãn là được rồi Ibira thì càng không dám ho he, bên cạnh hai lão đại này, nó chính là em trai. Độc nhãn nhìn hai tên này giống như muốn trúc giận thì định giáo huấn bọn nó một chút, nhưng cuối cùng lại khẽ thở dài. Chẳng trách độc nhãn lại nhớ viết to. Bởi vì hai cái miệng của Tinh và Ibira thực sự là ngu ngốc vô cùng. Bọn chúng còn chẳng biết cãi nhau. Cảm khái xong, quả cầu mà độc nhãn vừa mới ngưng tụ lại khẽ tách ra một bộ phận nhỏ, sau đó bay tới bên miệng Tinh. Đây là của mày, linh hồn thép, có thể hấp thụ những kim loại bị tao đồng hóa. Tao còn bỏ thêm chút thức ăn trong đó đấy, mày ăn nhất định sẽ rất tốt. Ồ. Tinh Ồ một tiếng nghe không hào hứng chút nào, tiếng Ồ này làm Độc Nhãn nhíu mày, nhưng Ibira nhìn quả cầu kim loại bên cạnh Tinh thì ánh mắt đầy sự tham lam. Tinh ăn quả cầu này thì có thể tăng cường tố chất thân thể. Ibira cũng muốn, nó cũng muốn được như vậy. Có lẽ Độc Nhãn cảm nhận được ánh mắt của Ibira, nó lại tiếp tục lên tiếng. Cái này mày ăn vào cũng không có tác dụng, chờ tao tìm một tinh cầu phù hợp thì sẽ cho mày ăn, yên tâm, ở với tao nhất định sẽ có cái tốt. Vâng. Mẹ kiếp, mày không thể nói nhiều hơn hai từ à? Vâng vâng. Độc Nhãn trợn tròn mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên nó phát hiện ra thì ra Ibira là một tên đầu đất ngày nào cũng đi lại giữa căn nguyên tâm địa và địa huyệt ngày nào cũng dính lấy con dung lớn kia rồi còn phải trông chừng cái tên đường hạo phi kia kèm theo đó là lục đục so đo hàng ngày với lão già nham hiểm bạch đây là cuộc sống hàng ngày của mèo đen viết to cuộc sống tưởng chừng như đơn giản nhưng lại âm thầm đấu kiếm so đao trong bóng tối bởi vì bạch chắc chắn đang âm mưu chuyện gì đó nhưng viết to cũng không muốn quản hoặc nói đúng hơn là nó muốn quản cũng không quản được mỗi ngày Khoảng thời gian đến hấp thu năng lực căn nguyên của căn nguyên tâm địa là khoảng thời gian Victor vui vẻ nhất, thời gian cả người tràn đầy thu hoạch. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp đó cũng không kéo dài, căn nguyên tâm địa trong thế giới của con dung kia đã đến lúc cạn kiệt. Năm 289 Victor đến đây, căn nguyên tâm địa của thế giới này đã bị hút khô. Căn nguyên tâm địa khô kiệt thì lập tức dẫn đến sự thay đổi khí hậu, thời tiết, vỏ trái đất, sinh mệnh, nhưng Victor bạch và đường hạo phi không quan tâm đến mấy thứ này bọn họ chỉ đứng trước căn nguyên tâm địa nhìn ánh sáng của căn nguyên tâm địa dần dần mờ mịt các người nói xem chúng ta làm thế có khác gì ma tộc đâu đường hạo phi nhìn thế giới đang chậm rãi biến mất sắc mặt vô cùng nghiêm trọng thế giới này bị chôn vùi do chính tay đám người anh ta bạch và victor nghe thế thì đều cười nhạo đường hạo phi lập tức xấu hổ tôi chỉ cảm thán một chút thôi không có ý gì khác bạch và victor cũng không quan tâm đến đường hạo phi mấy trăm năm nay mấy lời nói ngô nghê của đường hạo phi không còn khiến bọn họ ngạc nhiên nữa thân phận con trai của trái đất từ khi sinh ra đã mang một nửa năng lực căn nguyên của trái đất năng lực căn nguyên trong thế giới của con dung đất đối với bạch và victor là cả một bầu trời nhưng đối với đường hạo phi thì không đáng nhắc tới nhưng thỏa thuận đã ghi rõ ràng đường hạo phi cũng được chia phần thế nên anh ta tiến tới gần tinh cầu hít thở một hơi. Cái hít thở này của lão đường đã hít mất một phần trăm tổng số năng lực căn nguyên của tinh cầu này. Bạch và Victor thấy thế thì vội vàng ngăn lại. Thỏa thuận một phần ba ban đầu cũng nhanh chóng sụp đổ. Theo những lời của Victor thì anh đã nhiều năng lực căn nguyên như vậy rồi thì còn tham lam chút năng lượng này làm gì? Chia phần của anh cho tôi. Đường Hạo Phi nghe thế thì vui vẻ đồng ý. Đường Hạo Phi không những ngốc nghếch mà còn rất hào phóng, Victor rất sẵn lòng làm bạn với đường Hạo Phi. Đường Hạo Phi yên lặng đứng bên cạnh, Bạch và Victor đứng trước đại trận thôn giải tinh cầu, không ngừng hấp thụ năng lực căn nguyên. Năng lượng dũng mãnh đã từng giống như thủy triều ập tới, bây giờ đã biến thành tí tách nhỏ giọt. Viên tinh cầu đã bị ép khô, bây giờ chỉ còn lại những giọt năng lượng cuối cùng. Một lát sau, Bạch thu tay lại, ông ta nhìn Victor, sau đó lùi ra sau hai bước. Năng lực căn nguyên không còn lại bao nhiêu, so với chuyện tranh giành với Victor thì chẳng thà tự giác một chút, nhưng chỗ còn lại cho con mèo đen này, coi như cho nó một cái ân tình. Mà Victor thì thừa hưởng phong cách của Văn Vũ, nó chẳng thèm cảm ơn bạch mà không ngừng gia tăng lực hấp thu. Đại trận thôn giải tinh cầu điên cùng nở rộ ánh sáng, bên trong căn nguyên tâm địa cũng bắn ra những luồng ánh sáng chói lọi, giống như ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều biết đây là ánh sáng rực rỡ cuối cùng của thế giới này cá lớn nuốt cá bé cường giả chiếm mọi thứ kẻ yếu chỉ có thể âm thầm chịu đựng số phận không ai có thể hiểu được nỗi buồn của thế giới này cũng không ai thèm để ý ánh sáng nhanh chóng mờ đi cùng với tiếng răng rắc vang lên đại trận thôn giải tinh cầu đột nhiên vỡ vụn vô số phù ấn hóa thành những đống sáng thuần khiết bay khắp bốn phía bên trong phong ấn trang nguyên tâm địa ngay lúc đại trận vỡ vụn lập tức nứt ra như một chiếc miệng rộng một luồng không khí màu xám đại diện cho cái chết lập tức trào ra sau đó ngay lập tức tiêu tán trong không khí không lưu lại chút dấu vết nào một nguồn năng lực căn nguyên ban đầu lóe sáng như ngân hà lập tức biến mất tất cả chỉ còn lại hư không vô tận căn nguyên tâm địa viên kim cương đẹp đẽ nhất thế giới này bỗng chốc biến thành một cục đá bình thường buồn bã trơ trọi bi thương tầm thường kết thúc bạch khẽ vỗ tay một cái đường hạo phi thở vào nhẹ nhõm lúc này cũng không còn chút ấy nấy nào với thế giới này. Lão đường mắc kẹt ở thế giới này gần 300 năm, ăn không ngồi rồi. Bây giờ thế giới đã bị phá bỏ, đường hạo phi cũng coi như thoát được khỏi nhà giam này. Bây giờ anh ta cũng không biết sau này nên làm cái gì, nên đi nơi nào, nhưng chính vì không biết nên trong lòng mới khao khát. Viết to ngơ ngác nhìn căn nguyên tâm địa đã biến thành cục đá, không còn chút dao động năng lượng nào, trong mắt từ từ hiện lên ánh sáng. Này, làm sao thế bạch thấy victor có biểu hiện khác thường thì tiến lên hai bước lên tiếng hỏi đột nhiên bị bắt chuyện làm victor khôi phục tinh thần nó khẽ giật mình đầu tiên là nhìn bạch sau đó lại nhìn về phía căn nguyên tâm địa không có gì victor trả lời sau đó lại đột nhiên dừng lại lát sau nó lập tức thay đổi ý định từ từ đã chờ một lát lão đường giúp tôi hộ pháp Victor nói xong thì lắc mình một cái, sau đó đi tới bên cạnh căn nguyên tâm địa. Sự thay đổi đột ngột của Victor làm Bạch sửng sốt. Ông ta nhìn Victor, đang định nói gì đó thì đường hạo phi đã giữ chặt ông ta lại, sau đó nhìn chầm chầm như hổ đói rình mồi. Bạch lập tức bừng tỉnh. Câu, lão đường, giúp tôi hộ pháp có nghĩa vô cùng rõ ràng là không tin tưởng Bạch. Đường hạo phi cũng nghiêm túc nghe lời, có thể trong lòng anh ta ấy nấy vì chuyện văn vũ mất tích. Tóm lại bây giờ lão đường và victor là một nhóm bạch lập tức không nói nên lời ông ta chỉ biết nhìn theo con mèo đen đang linh hoạt di chuyển đến trước căn nguyên tâm địa cẩn thận quan sát một lúc sau đó nhanh chóng chui vào bên trong vết nứt căn nguyên tâm địa mới xuất hiện vừa rồi sau đó không có chuyện gì xảy ra thế giới vẫn là thế giới đó căn nguyên tâm địa khô héo vẫn là căn nguyên tâm địa khô héo ngoại trừ việc hơi thở sinh mệnh của mèo đen lập tức biến mất không dấu vết thì tất cả mọi chuyện không có gì thay đổi đến lúc này bạch mới lên tiếng nó làm gì thế không biết lão đường trả lời sau đó còn bổ sung thêm một câu nhưng victor thông minh hơn tôi chuyện nó muốn làm nhất định là chuyện đúng đắn thực ra chính bản thân victor cũng không biết chuyện nó đang làm là đúng hay sai ngay từ lúc mới đến thế giới này khi nhìn thấy căn nguyên tâm địa và đại trận thôn giải tinh cầu thì một tiếng gọi mông lung cứ luôn quanh quẩn trong lòng viết to nó không biết lời kêu gọi này có ý nghĩa gì cũng không rõ lời kêu gọi này là tốt hay xấu điều duy nhất viết to có thể xác nhận được chính là nơi phát ra lời kêu gọi này đến từ căn nguyên tâm địa khi căn nguyên tâm địa bị đại trận thôn giải tinh cầu bao trùm thì lời kêu gọi này không còn rõ ràng như trước ngay cả viết to cũng chỉ có thể mơ hồ phát hiện nhưng ngay vừa rồi Chính lúc đại trận thôn giải tinh cầu sụp đổ thì lời kêu gọi này lại đột nhiên tăng vọt khiến Victor hốt hoảng. Lúc này, Victor không thể làm như không thấy. Ban đầu nó vẫn còn hơi do dự, nhưng ngay khi lời kêu gọi này vang lên lần nữa thì Victor đã nhanh chóng hạ quyết tâm. Đi xem thế nào. Dù sao thì trong suốt 300 năm thăm dò, nó đã xác nhận tinh cầu này căn bản không có thứ gì có thể uy hiếp một cường giả cấp 11. Đúng vậy, đến cả căn nguyên tâm địa ban đầu còn không đe dọa được huống chi bây giờ chỉ là một căn nguyên tâm địa đã chết căn cứ vào phán đoán này victor lập tức kêu gọi đường hạo phi đợi lệnh sau đó bản thân chui vào khe nứt của căn nguyên tâm địa xung quanh đều là màu đen ngoại trừ có chút ánh sáng lọt vào từ phía khe nứt thì không còn chút ánh sáng nào nữa nhưng có một điều kỳ lạ là victor có thể cảm nhận được rất nhiều thứ từ trong bóng tối này như ánh sáng như bóng tối như nước như lửa như tất cả mọi thứ đã từng tồn tại trên thế giới. Victor không biết phải miêu tả cảm giác hiện tại của mình như thế nào, nó chỉ biết khi nó đặt chân vào bên trong căn nguyên tâm địa thì vô số tin tức lập tức tràn vào trong đầu óc nó. Vì thế, nó thấy được thế giới mới sinh, thấy được sự ra đời của những sự sống đầu tiên, thấy sự phát triển quật cường của chúng dưới ánh mặt trời. Nó thấy được toàn bộ quá trình sinh trưởng và tiến hóa của chủng tộc dung đất khổng lồ, thấy được những vị khách từ bên ngoài xuất hiện, kẻ mặt vô cùng bình thường nhưng lại hủy diệt cả thế giới. Nỗi đau lập tức lan tràn, mặc dù tất cả mọi thứ đã không còn giá trị gì nhưng tất cả mọi sự sống trên thế giới này dường như đang phát ra những tiếng khóc lóc tuyệt vọng. Chỉ trong nháy mắt, Victor đã bị nỗi buồn của thế giới này bao trùm, nó cảm thấy linh hồn của mình đang phiêu lãng, giống như một chiếc thuyền trôi dạt ngoài đại dương, bị vô số những làn sóng tin tức cuốn lấy. Cho dù là một cường giả cấp 11 thì cũng không thể tiêu hóa lượng tin tức này trong một thời gian ngắn tin tức khổng lồ từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Đây không phải có ý công kích, nhưng hiệu quả mà nó mang lại còn khủng bố hơn bất cứ đợt công kích nào. Nếu Victor chỉ là một cường giả cấp 11 bình thường thì chắc chắn nó đã bị kéo vào chết chung với thế giới này, nhưng ngay khi linh hồn của Victor sắp bị hút gần hết thì một nguồn năng lượng khác lại đột nhiên sinh ra. Năng lực này nhanh chóng lan đến một địa phương khác, dưới sự quấy nhiễu này, Victor lập tức tỉnh táo lại, sau đó há hốc miệng vì ngạc nhiên bởi vì nó đã tìm được sơ hở của mình không phải là thế giới này kêu gọi victor mà thế thế giới đang lệ thuộc vào victor kêu gọi thế giới này đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết giữa mộng ảo và hiện thực một sự tồn tại tên là u minh trong nhóm hồn sủng victor vẫn luôn là một hồn sủng đặc biệt đặc biệt ở đây không phải nói đến chủng tộc cũng không phải đặc tính mà là kỹ năng nó là hồn sủng duy nhất có thể đánh thức kỹ năng diễn sinh của hồn sư hệ thống kỹ năng thực tế và ảo mộng nếu tách riêng thì cũng không thấy mạnh lắm nhưng hệ thống kỹ năng này có tác dụng rất nhiều trong việc cải thiện sức chiến đấu của văn vũ chúng tạo thành ba hệ kỹ năng trung tâm của văn vũ chiến đấu phòng ngự phá hạn hệ thống kỹ năng giấc mơ thành hiện thực nhưng nói một cách chính xác nhất thì hệ thống kỹ năng thực tế và mộng ảo này được thức tỉnh không phải do văn vũ và viết to hợp nhau như thế nào mà là do một kỹ năng khác của Victor. Giới U Minh Bất cứ kỹ năng nào trong hệ thống kỹ năng thực tế và mộng ảo đều được thêm vào một tiền tố, năng lực diễn sinh giới U Minh, năng lực diễn sinh hồn sư. Đúng vậy, giới U Minh ở phía trước, hồn sư ở phía sau. Lâu nay Văn Vũ vẫn không để ý đến chi tiết nhỏ này, dù sao thì đều là mấy thứ râu ria, Văn Vũ chỉ cần giá trị thiết thực cũng bởi vì thế mà cả văn vũ và victor đều xem nhẹ điểm mấu chốt của giới u minh thậm chí cả những kỹ năng phát triển của nó giữa sự sống và cái chết còn có một thế giới như vậy không nhún phàm trần không rơi địa ngục giới u minh của victor là một thế giới được nghe truyện trên tv audio cv thêm vào thế giới này có sự độc đáo của riêng mình không nhún phàm trần không rơi địa ngục mà lại lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết sau đó hòa làm một với nó đồng hóa thành một thể. Sự đồng hóa này không chỉ là đồng hóa sinh mệnh mà thậm chí còn có thể là đồng hóa toàn bộ thế giới. Tất nhiên, cái gọi là đồng hóa toàn bộ thế giới, trong tình huống bình thường thì không thể làm được, chủ nhân đã phong tỏa trái đất, ngươi làm gì còn chỗ nào mà đồng hóa? Đồng hóa thế giới của chính mình. Nằm mơ. Thế giới mà chết thì những sinh mệnh dưới cấp 11 cũng sẽ chết. Còn những cường giả cấp 11 thì có mấy người có được năng lực giới u minh cơ chứ? đáp án là không còn ai sau những gì victor đã trải qua lại dưới một cơ duyên nào đó mà nó có thể tìm được cách thăng cấp bằng giới u minh mặc dù chính bản thân nó cũng không biết thao tác hoạt động nhưng điều này không quan trọng giới u minh hiểu hoặc có thể nói đây chính là bản năng của thế giới tin tức lưu thông càng lúc càng nhanh ban đầu những làn sóng tin tức vô tận tràn ngập đầu óc victor Khiến linh hồn Victor suy sụp, gần như quét sạch tất cả mọi thứ thuộc về nó. Nhưng khi giới U Minh đột nhiên khởi động thì mọi thứ lập tức thay đổi. Lực lượng của giới U Minh phản phất như gió nhẹ nước chảy, tiến đến mọi ngõ ngách trong người Victor. Những luồng tin tức khổng lồ thông qua linh hồn Victor, chảy vào bên trong giới U Minh. Giờ phút này, Victor giống như một chiếc ống dẫn nối giữa hai thế giới. Mặc dù những luồng thông tin xuyên qua cơ thể vẫn mang đến cho Victor những tổn thương kịch liệt, nhưng không biết phải nói thế nào khó chịu thì vẫn khó chịu đau đớn thì vẫn đau đớn nhưng hình như cũng không đến mức tổn thất cái gì thế nên trải qua cơn hoảng hốt ngắn ngủi sau đó viết to như một vị thần quan sát những thao tác quỷ dị của giới u minh sau đó nó thấy được những biến hóa kinh người của giới u minh nghiêm túc mà nói thì giới u minh cũng không thuộc về một thế giới hoàn chỉnh nó chỉ có thể tạo ra một hình ảnh phản chiếu đồng thời sáng tạo ra một khung cảnh tương tự với hình chiếu cũng vì điều này mà từ sau khi thực lực của văn vũ tăng lên thì cả văn vũ và victor đều không để ý đến giới u minh nữa nhưng giới u minh chân chính làm sao có thể đơn giản như vậy được có một thế giới nằm giữa sự sống và cái chết các miêu tả của kỹ năng đã nói rõ ràng giới u minh thực sự là một thế giới mặc dù cũng không hoàn chỉnh nhưng cũng có phương pháp bổ sung chỉ là điều kiện vô cùng hà khắc nếu nói thế giới bình thường tương đương với cpu của máy tính vậy thì giới u minh chính là vỏ máy tính muốn trở thành một thế giới bình thường thì ngoài vỏ ngoài là giới u minh thì cần phải có thêm phần cứng và phần mềm phần cứng chính là đất đai hơi nước độ ẩm ánh sáng đây là những điều kiện tất yếu để cấu thành một thế giới mặc dù không nhất định phải có tất cả nhưng cũng cần có một vài yếu tố cơ bản nếu không thì tất cả chỉ là hư không làm sao có thể gọi là thế giới được điểm này dễ giải quyết rất dễ giải quyết vô cùng dễ giải quyết giới u minh hoàn toàn có thể bao trùm hiện thực đưa tất cả mọi thứ ở ngoài hiện thực vào viết to muốn chuyển hoặc di dời một ít phần cứng là chuyện đơn giản nhưng vấn đề phần mềm mới khó khăn cái gọi là phần mềm chính là logic vận chuyển của một thế giới bình thường các điều kiện để sinh mệnh ra đời cấu thành cơ sở vật chất cơ sở vận chuyển của một thế giới bình thường bao gồm đủ loại cơ duyên xảo hợp. Victor không có những điều kiện này. Nhưng không sao. Thế giới của Dung Đất có đủ. Cho dù thế giới của con Dung Đất này có thấp cấp đến đâu, năng lực căn nguyên trong căn nguyên tâm địa có thưa thớt thế nào thì nó cũng là một sinh mệnh tinh cầu. Bây giờ, tất cả mọi thứ đang thông qua Victor chảy vào giới U Minh, những tin tức cũng nhanh chóng được giới U Minh tiếp nhận. Vậy là vấn đề phần mềm khó giải quyết nhất đã được giới U Minh xử lý. Victor nhìn chăm chú, sau đó nó thấy giới U Minh đang tự thăng cấp. Đầu tiên là đất đai. Một giới U Minh trước kia không được biết đến, không thể tra ra, giờ phút này đang hiện dần lên dưới mắt Victor. Đó là một khối sương mù nồng đậm. Sau khi những thông tin truyền thẳng vào giới U Minh, hư không bắt đầu chuyển động. Phải có đất đai. Không biết âm thanh từ đâu vang vọng lại. Thế là trời đất bắt đầu biến đổi. Vô số những vật chất đất đai không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên bay tới bên trong sương mù, khuấy tung sương mù. Victor chăm chú nhìn, mặc dù tầm mắt của nó không xuyên qua được tầng sương quỷ dị của giới U Minh, nhưng Victor lại có thể cảm nhận được lúc này bên trong sương mù đang hình thành một khối lục địa. Trong mông lung, Victor lại phản phất nghe được âm thanh giống như tiếng trống tức giận. Phải có ánh sáng. Thế là ánh sáng lại xuất hiện giới u minh mơ hồ bị sương mù bao phủ lập tức sáng bừng lên ánh sáng xé tan màn sương phơi bày hoàn toàn vùng đất cằn cỗi trong giới u minh nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là victor vẫn chưa phát hiện ra sự ra đời của mặt trời này nó ngó trái nhìn phải một lát sau mới nhận ra ánh sáng này đã phá tan sương mù ánh sáng xuất hiện trong hư không sau đó lại tan biến trong hư không giống như một vòng tuần hoàng logic cụ thể như thế nào thì victor không hiểu nó chỉ ngơ ngác nhìn đến tận khi lại có một giọng nói mơ hồ vang lên phải có hơi nước thế là trời đổ mưa cơn mưa xối xả gột rửa mọi thứ trên thế gian chỉ trong thời gian ngắn ngủi một khối lục địa giới u minh khô cằn hoang vắng giống như chiến trường phân tầng đã đột nhiên trở nên ướt át hơi nước nhanh chóng phân tách hoặc là trở thành ao hồ hoặc là nuôi dưỡng tạo độ ẩm cho đất đai càng cỗi giới u minh đột nhiên tỏa ra sự sống đây chính là khởi nguồn của sinh mệnh bên trong giới u minh bỗng nhiên sấm chớp lập lòe khí hậu biến đổi sự thay đổi đột ngột khiến vip to vô cùng kinh ngạc nó hơi suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên tỉnh ngộ mọi thứ trước mặt giống hệt như tin tức mà thế giới này ban đầu truyền vào đầu nó chính là cảnh tượng lúc con dung đất kia chào đời mưa gió sấm chớp là chất xúc tác tạo nên sinh mệnh sinh mệnh vừa ra đời đã ngoan cường tìm cách sinh sôi cuối cùng biến thành dáng vẻ của thế giới mà mình mong muốn Victor nghĩ đến đây thì cả người đột nhiên run rẩy. Nó đã hiểu giới U Minh muốn làm gì. "Đừng!" Victor hét lên, nhưng giới U Minh lại không quan tâm đến Victor, nó chỉ thuận theo những thông tin được truyền tới, không ngừng biến hóa thành dáng vẻ mà nó nhìn thấy. "Dáng vẻ gì?" Nói một cách chính xác thì là giới U Minh đang hấp thu một thế giới. Thế nên, trong khi Victor trợn mắt há miệng thì mặt đất bắt đầu xoay chuyển, giây tiếp theo một con dung đất khổng lồ từ trong lòng đất điên cuồng chui ra ngoài đúng vậy giới u minh biến thành bộ dáng của thế giới dung đất mà bá chủ của thế giới này chính là con dung đất ghê tởm kia con dung đất có khả năng chiến đấu yếu như sên giờ khắc này sắc mặt của victor xấu xí đến cực điểm thế là nó và con dung đó cứ thế gắn bó keo sơn giới u minh biến đổi rất nhanh ít nhất thì theo victor thì nó biến đổi rất nhanh một lát sau, giới U Minh không động đậy nữa. Điều này có nghĩa là thay đổi đã hoàn thành. Viết to đen mặt nhìn về phía giới U Minh. Giới U Minh mới sinh cũng không lớn, đại khái chắc chỉ to bằng châu Á của trái đất, trên mặt đất không có thực vật, nhưng dưới lòng đất lại không biết có bao nhiêu là dung. Những con dung có năng lực từ cấp 1 đến cấp 5. Chất lượng ánh sáng và không khí cũng tương tự với thế giới dung đất, không phải nói là giống nhau như đúc. Giờ phút này, Victor nhìn giới u minh của mình, đột nhiên thở dài. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này thì có đánh chết nó cũng không đến đây. Nhưng Victor còn chưa kịp cảm khái xong thì giới u minh lại tiếp tục trung chuyển. Victor không biết chuyện chỉ, chỉ lập tức nhìn xung quanh. Sau đó, nó thấy được một quả cầu ánh sáng giống với quả cầu ánh sáng của trái tim thế giới bay ra. Quả cầu ánh sáng bay tới trước mặt Victor, sau đó lập tức chui vào trong cơ thể nó quá trình này nhanh đến mức victor không kịp ngăn cản victor cảm thấy choáng váng trong giây lát sau đó nó cảm nhận được mối liên kết giữa mình và giới u minh càng sâu sắc hơn đồng thời một nguồn năng lượng căn nguyên không kém gì căn nguyên tâm địa lập tức tràn vào cơ thể nó có rất nhiều sự thay đổi chờ đã victor đột nhiên kiểm tra kỹ năng của mình giới u minh chủng tộc cấp nội tình kỹ năng bị động giữa sự sống và cái chết có một thế giới như vậy không nhún bụi trần không rơi địa ngục khi kỹ năng được sinh ra kỹ năng này sẽ tự động biến hóa thành một thế giới nhỏ dựa vào thế giới thực tế tương đương với một khu vực thế giới song song sinh vật khống chế kỹ năng sẽ trở thành chủ thế giới này giới u minh có thể căn cứ theo ý tưởng của chủ thế giới giới chủ để biến hóa cảnh tượng trong đó đồng thời thực của chủ thế giới cũng được tăng lên trong phạm vi giới u minh có thể lấy chủ thế giới làm trung tâm tùy ý di chuyển khi giới u minh bao trùm thế giới hiện thực có sinh vật tử vong ở bản giới bản giới chỉ trái đất giới u minh sẽ tự động chuyển hóa những sinh vật đó thành chiến sĩ u minh bảo vệ giới u minh chú ý một giới u minh có thể do giới chủ mở ra bao trùm lấy thế giới hiện thực đến lúc đó chiến sĩ u minh sẽ hiện thân bên trong thế giới thực giết chết tất cả kẻ thù của giới chủ chú ý hai chiến sĩ u minh chỉ còn lại chút ý thức tàn dư cường độ của ý thức được quyết định bởi thực lực của sinh vật lúc còn sống nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha